đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện Các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký theo dõi kênh để được cập nhật những video đọc truyện mới nhất nhé Chúc các bạn một ngày tốt lành Chương 16, Bò đi ra ngoài Lăng Hàng, ngươi không nên quá mức Trình Hào ngẩng đầu nói Đây là hắn tuyệt đối không cách nào nhượng bộ, Lăng hàn cười nói, ta còn sợ ngươi đáp ứng, để ta mất đi lý do giết ngươi. Cái này, hắn muốn giết mình. Trình Hào cảm thấy toàn thân phát lạnh, hắn nhìn Lăng hàn chỉ thấy trên mặt đối phương có khí tức sơ sát, hiển nhiên không phải đang nói đùa. Hắn không khỏi run một cái, nói, ngươi muốn gây ra hai đại gia tộc huyết chiến sao? Ngươi muốn làm tội nhân thiên cổ của Lăng Gia sao? Trình Gia nho nhỏ, cũng xứng ở trước mặt ta bay nhảy. Lăng Hàn Kinh thường nói. Nếu trình gia các ngươi dám ra tay, ta liền diệt các ngươi. Quanh, bốn phía đều sôi trào khắp chốn. Khẩu khí thật lớn, phải biết hai nhà lăng, trình đều là hào môn của thương vân trấn. Thực lực tương đương, một khi đánh nhau, khẳng định là lưỡng bại câu thương. Bởi vậy, dù hai nhà đều muốn tiêu diệt đối phương, độc chiếm thương vân trấn, nhưng phương nào cũng không dám ra tay. Lăng hàng mang danh phế vật, lại còn nói muốn một tay diệt trình gia, cái này không phải trò cười sao. Nhưng nhìn khuôn mặt của Lăng Hàng đầy sát khí, cả người càng có một luồng uy thế không cách nào hình dung. Làm cho tất cả mọi người đều nghẹn ngào, chỉ cảm thấy thiếu niên này không còn là phế vật mà bọn họ nhận thức kia. Thậm chí, có chút nữ sinh hai mắt hiện ra hồng quang, thật có khí khái nam nhân, làm cho hai chân của các nàng như nhũng ra. Khẩu khí của ngươi thật lớn, không cần người khác, anh trai ta liền có thể một tay trấn áp ngươi. Trình Hào kêu lên, trên mặt tràn ngập không phục. Ở trong mắt hắn, Lăng Hàn chỉ là một món đồ chơi, không biết bị hắn và ca ca trình hưởng bắt nạt bao nhiêu lần, hiện tại bị Lăng Hàn áp chế, để hắn 10.000 cái không thể tiếp thu. Đùng! Lăng Hàn quất tới một cái bạc tai, điềm nhiên nói, ngươi rất muốn chết sao? Nếu trình gia muốn trả thù, hắn không ngại tiện tay tiêu diệt trình gia, lấy sự tôn kính của chư hòa tâm bây giờ đối với hắn. Để hắn ra tay tự nhiên là việc nhỏ, tuy thiên phú võ đạo của chư hòa tâm không ra sao, nhưng chí ít cũng là dũng tuyền cảnh, muốn tiêu diệt trình gia, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Vì lẽ đó nếu như trình gia thật muốn tìm cái chết, hắn không ngại để chư hòa tâm dùng sức mạnh. Trình hào không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh, ở trước mặt lăng hàng, hắn cảm thấy cực kỳ áp lực cũng cảm giác được tử vong uy hiếp thiếu niên này không còn là phế vật mặt hắn ức hiếp trước kia mà là một sát thần đáng sợ đùng hai chân của hắn không khỏi mềm nhũng té quỵ trên đất ở trước mặt sinh mệnh cùng tôn nghiêm hắn không chút do dự vứt bỏ tôn nghiêm người chết vậy hết thảy đều xong thật quỳ toàn trường xôn xao trình hào là trình gia nhị thiếu gia ở một mức độ rất lớn đại biểu cho trình gia nhưng hiện tại lại quỳ xuống hơn nữa người hắn quỳ còn là tử địch của trình gia chuyện này quả thật có thể nói là trình gia sỉ nhục lại nói hóa ra trình hào cũng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu sao trước đây không có phát hiện chứ tất cả mọi người thầm nghĩ suy nghĩ thêm điều này lại bình thường trình hào vẫn lấy vần sáng của trình gia nhị thiếu ai dám làm gì hắn như vậy tự nhiên không thể phát hiện dưới khuôn mặt hung hăng bá đạo của hắn kỳ thực vốn là một kẻ vô dụng có điều lăng hàn cũng quá khí phách lại để trình gia nhị thiếu quỳ xuống hắn không sợ khiến hai đại gia tộc đại chiến sao rất đẹp trai a à. không ít nữ sinh mê trai đã trích cào liên tục lăng hàn đủ chưa trình hào cắn răng nói hiện tại hắn chỉ có một ý nghĩ là rời nơi này sau đó gọi ca ca giết trở về đòi lại hết thảy tôn nghiêm và sỉ nhục bò đi ra ngoài lăng hàn lạnh nhạt nói cái gì trình hào tưởng mình nghe lầm đùng lăng hàn đá vào lưng trình hào một cước khiến cho hắn chỉ có thể dùng hai tay chống đỡ bò ở trên mặt đất lăng hàn ngươi dám làm nhục ta như thế ta muốn giết ngươi giết ngươi trình hào sắp điên rồi quỳ xuống đã là sỉ nhục rất lớn huống chi còn phải nằm trên mặt đất phải bò đi ra ngoài làm nhục ngươi thì lại làm sao phế vật lăng hàn lạnh lùng nói trước đây anh em nhà họ trình làm nhục hắn còn ít sao anh em nhà họ trình dám làm như thế đó là vì bọn họ mạnh hơn tiền thân mà loại tiểu bối tranh đấu này đại nhân khẳng định sẽ không tham dự chỉ cần không đánh phế đánh chết đây là một giới hạn hoặc là bò đi ra ngoài hoặc là chết ở chỗ này tự chọn đi lăng hàn nói quá khí phách đây thực sự là lăng hàn mà bọn họ nhận thức sao tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm trước kia bọn họ đều cười lăng hàn là phế vật nhưng phế vật nào dám để trình gia lão nhị quỳ xuống ép hắn ở trước mặt mọi người làm chó bò trâu bò ngưu nhân trình hào chảy mồ hôi như mưa hắn cũng không muốn làm tội nhân của gia tộc càng không muốn mất mặt ở trước mặt mọi người như đối diện tử vong ý chí của hắn căn bản yếu đuối đến không đỡ nổi một đòn rất nhanh liền di động hai tay bò ở trên đất ha 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 bốn phía có người bật cười nhất thời như có thể truyền nhiễm để càng nhiều người cười theo trình gia nhị thiếu học chó bò cái này không phải là sự tình mỗi ngày đều có thể nhìn thấy a à, nước mắt của trình hào chảy ra hắn nắm thật chặt song quyền ở trong lòng sinh thề nhất định phải giết chết lăng hàng nhất định hắn bò ra mười mấy bước lập tức chống tay đứng lên xông ra ngoài luyện võ trường hắn muốn đi tìm ca ca của hắn trình hưởng giết chết lăng hàng giết chết giết chết đùng 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 tiếng vỗ tay vang lên hấp dẫn ánh mắt của mọi người tất cả mọi người đều yên tĩnh lại nhìn về phía cô gái có vóc người thon dài xinh đẹp kia Trầm tử yên ngừng tay, nói, ta không thể không thừa nhận, đây là một hồi biểu diễn rất đặc sắc. Có điều. Ngươi muốn như vậy đánh động ta. Vậy thì thật là vọng tưởng. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đánh cái chủ ý gì, đáng tiếc, ngươi và ta trên lệch quá lớn, ngay cả một ngón tay của ta cũng không xứng, gặp loại người yêu thích như ngươi, quả thực là nhục nhã đối với ta. Tự cho là. Ngớ ngẩn, lăng hàng lắc đầu để tình kiếp trước hắn chẳng muốn tính toán bằng vào thiên phú võ đạo của ta ngày sau tất có thể danh chấn một phương lấy thân nữ tử sáng tạo kỳ tích trầm tử yên ngạo nhiên nói ngươi không cần nói nữa ta biết ngươi hành động đều chỉ là vì gây nên hứng thú của ta nhưng rất đáng tiếc ta vĩnh viễn sẽ không nhìn thẳng tiểu nhân vật như ngươi giữa chúng ta đã sớm kết thúc không ngại nói cho ngươi biết ta đã thu được thứ mời của hổ dương học viện năm sau liền trở thành đệ tử của hổ dương học viện loại phế vật như ngươi cũng dám yêu thích ta ngươi không xứng không xứng không xứng yêu thích nàng ân vậy là phải người đẹp thiên phú võ đạo siêu tuyệt tất nhiên cần phải yêu thích nói không thích dựa vào vậy ngươi nhất định là đang cố ý nói xạo tự yêu mình đến phần này cũng coi như là một đóa kỳ hoa. Coi như là Lăng Hàng cũng không biết nói gì, đối phó loại người không biết xấu hổ này, hắn từ trước đến giờ đều là trực tiếp đánh một cái bạc tai qua. Luyện thể tầng 9, có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Ánh mắt của Lăng Hàng phát lạnh, đang muốn đi tới, ánh mắt lại bắt lấy một thân ảnh xinh đẹp đang dịu dàng đi vào luyện võ trường. Lưu Vũ Đồng đây là một vưu vật vô luận ở đâu cũng có thể trở thành tiêu điểm. Rất nhanh, ánh mắt của mọi người đều bị thu hút tới. Nhất thời mỗi người đều lộ ra vẻ kinh diễm, đẹp quá. Trầm tử yên xác thực cũng là cô gái đẹp, nhưng so với người này liền kém một bậc. Hơn nữa nữ tử này càng có một loại khí chất không cách nào hình dung, như công chúa cực kỳ cao quý. Một đôi so sánh, trầm tử yên liền ảm đạm phai mờ, tựa như một thôn cô. Thời khắc này, trong lòng tất cả mọi người đều chỉ có một ý nghĩ. Nàng là ai? Tiên nữ trên trời hạ phàm sao, làm sao có thể đẹp đến như vậy, khiến người ta ngay cả suy nghĩ một chút cũng cảm thấy là khinh nhờn nàng. Ở dưới ánh mắt ngây người như phỏng của mọi người, chỉ thấy Lưu Vũ Đồng đi qua lăng hàng. Ngừng cũng không ngừng, tiếp tục đi tới. Cái này rất bình thường, nếu Lưu Vũ Đồng dừng, bọn họ ngược lại sẽ kinh sợ. Chỉ là một phế vật, làm sao có khả năng cùng tiên tử lãnh diễm như vậy có quan hệ trầm tử yên áp lực như núi đối phương đẹp ngay cả nàng cũng chỉ có thể cảm thấy không bằng điều này làm cho nàng đố kỵ đến phát rồ người ta đẹp hơn nàng không phải nhỏ tí tẹo mà là ở dung mạo vóc người khí chất toàn diện nghiền ép làm cho nàng lại không phục cũng chỉ có thể âm thầm cắn răng lưu vũ đồng đứng ở trước người trầm tử yên vung tay lên một cái bạt tai đánh vào trên mặt đối phương. Đùng, lanh lảnh, vang dội. Ngươi, Trầm Tử Yên bị đánh bối rối, nhưng lập tức giận tím mặt, vung tay phải lên, tương tự một cái bạt tai đánh về phía Lưu Vũ Đồng. Nhưng luyện thể tầng 9, ở trước mặt tụ nguyên tầng 9 tính là gì? Đùng, tay của Lưu Vũ Đồng lại vung lên, chặt chẽ vững vàng đánh Trầm Tử Yên một bạt tai. Sau hai cái bạt tai, mái tóc của Trầm Tử Yên đã tán loạn mặt cười sưng lên, có vẻ hơi thê mỹ, nhưng ánh mắt cực kỳ oán độc, thật giống như muốn ăn thịt người. Nàng rống to một tiếng, lại công về phía Lưu Vũ Đồng. Nhưng điều này hiển nhiên là tốn sức, đùng đùng đùng, nàng liên tiếp ăn bạc tai, như một món đồ chơi, không có sức đánh trả chút nào. Tất cả mọi người cũng lạnh mình, hai nàng này tuổi tác sấp xỉ, sao thực lực trên lệch lại lớn như thế? Còn có, Mỹ nữ giống như băng sơn kia đến tột cùng là ai, tại sao lại không hiểu thấu đánh trầm tử yên? Ngươi có tư cách gì kiêu ngạo? Lưu Vũ Đồng lạnh lùng nói. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 17, trình hưởng đến, ngươi cũng coi như thiên tài võ đạo sao? Lưu Vũ Đồng lãnh đạm nói. Ta năm nay 17 tuổi, giống như ngươi, ta là tụ nguyên tầng chính, ngươi thì sao? Phốt, Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều phun ra ngoài. Tụ nguyên tầng 9, khái niệm này nghĩa là gì? Người mạnh nhất của Thương Vân Trấn cũng chỉ là như thế. Trầm Tử Yên đúng là một thiên tài. 17 tuổi luyện thể tầng 9, ở trong lịch sử Thương Vân Trấn cũng không thường thấy, 100 năm nhiều nhất ra hai, ba kỳ tài như vậy, hào quang rực rỡ, có thể trở thành danh nhân trong lịch sử của Thương Vân Trấn. Nhưng so sánh với Lưu Vũ Đồng, lại sách dày cũng không xứng. 17 tuổi tụ nguyên tầng 9. Cho dù phóng tới cả vũ quốc, 100 năm có thể ra mấy cái. Lưu Vũ Đồng không áp chế bản thân, thả ra khí thế của tụ nguyên tầng 9, để mỗi người đều cảm ứng được nàng mạnh mẽ. Trầm Tử Yên đứng mũi chịu sào, nhất thời bị cổ khí thế kia áp chế, ngay cả tư cách nhìn thẳng đối diện cũng không có. Điều này làm cho nàng kiêu ngạo không thể nào tiếp thu được nỗ lực ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương trong ánh mắt vừa có hoảng sợ cũng có ủ rũ càng có không rõ tại sao nơi này sẽ xuất hiện một bạn cùng lứa tuổi đẹp đến làm cho nàng cảm thấy không bằng thiên phú cao đến làm cho nàng tự ti tại sao đối phương sẽ không hiểu thấu đánh mình một trận bằng ngươi cũng dám xem thường hắn lưu vũ đồng mở miệng nhìn lăng hàng sau đó sẽ quay đầu nhìn về phía trầm tử yên ngươi căn bản không xứng cái gì nàng là thay lăng hàng ra mặt bất kể là trầm tử yên hay những người khác đều là 10 ngàn cái không thể tin tưởng cô gái này phong hoa tuyệt đại mỹ lệ vô song hơn nửa thiên phú võ đạo cao đến kinh người lại nhận thức lăng phế vật nhận thức cũng đã khó mà tin nổi lại còn thay lăng hàng ra mặt điều này làm cho ai có thể tiếp thu đặc biệt là những nam sinh kia mỗi một người đều đố kỵ muốn chết. Trầm tử yên cắn chặt răng, trong ánh mắt muốn phun ra lửa, hiện tại nàng đem hết thảy phẫn nộ chuyển đến trên người lăng hàng. Bởi vì lưu vũ đồng quá mạnh mẽ, mạnh đến làm cho nàng căn bản sinh không nổi ý nghĩ trả thù. Nhưng lăng hàng không giống, luyện thể tầng 4 ở trong mắt nàng không đáng nhắc tới. Hơn nữa tất cả những thứ này đều là bởi vì lăng hàng. Là hắn cố ý trêu đùa mình, để nàng nói trào phúng, kết quả bị lưu vũ đồng bạc tai ở trước mặt mọi người mất mặt xấu hổ nhưng trên thực tế nếu nàng không nhục lăng hàng lăng hàng đã sớm phủi mông rời đi há sẽ có chuyện kế tiếp có điều người tự coi mình là trung tâm như nàng sao có khả năng tự xét lại tự nhiên đổ tất cả lỗi lầm đến trên đầu người khác nàng chỉ vào lăng hàng giọng the thế nói ta tại sao không xứng cái tên này không phải phế vật là cái gì phế vật ngươi gặp qua phế vật nào có thể trong một đêm liền phá hai cảnh giới nhỏ? Phế vật nào có thể để cho đan sư huyền cấp cầu làm đệ tử chưa? Những chuyện này Lưu Vũ Đồng đương nhiên sẽ không nói cho đối phương, chỉ nói, ngươi, loại nữ nhân ánh mắt nông cạn này. Đương nhiên sẽ không thấy vàng trong cát, ám dấu quan huy. Ngươi đã bỏ qua cơ hội, liền để ngươi nhìn hắn đại phóng dị sắc thì lại làm sao? Nói đến đây, trong lòng nàng vẫn còn có chút không thoải mái, bởi vì Lăng Hàng lại động tâm với nữ nhân như vậy. Nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận mình đố kỵ. Ha 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 ha. Trầm Tử Yên cười to, chỉ vào Lăng Hàng nói. Hắn là Vàng, Minh Châu. Đùa gì thế? Hắn chỉ là một tên phế vật, phế vật từ đầu đến chân. Không quá ba tháng, tất cả các ngươi đều chỉ có thể ngước nhìn hắn. Lưu Vũ Đồng mười phần khẳng định nói, Nàng không biết trước đây vì sao lăng hàng điệu thấp như vậy, nhưng hiện tại hắn hiển nhiên muốn tỏa ra hào quang của mình, cái này tất nhiên sẽ chói mắt đến tình trạng để Thái Dương cũng thất sắc. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều cười nhạo, tuy lăng hàng xác thực đánh bại trình hào, nhưng thực lực chân thật của hắn chỉ là luyện thể tầng 4, nhiều nhất tầng 5, tu vi như thế không thể xem là phế vật, nhưng cách thiên tài còn rất xa xôi, huống chi muốn làm cho tất cả mọi người ngước nhìn. Hả? Lưu Vũ Đồng trừng mắt, khí thế của tụ nguyên tầng Chín trung động. Hết thảy tiếng cười nhất thời im bặt. Lăng Hàn, ngươi thật to gan. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng giận dữ vang lên, hai người bước nhanh đi vào luyện võ trường. Một cái là Trình Hào, một cái khác tuổi lớn hơn một chút, dáng dấp cùng hắn có mấy phần giống nhau. Đó là thân ca ca của Trình Hào. Trình Hưởng, năm nay 19 tuổi, luyện thể tầng Chín đồng dạng là luyện thể tầng chính. Một cái 17 tuổi, một cái 19 tuổi, thiên phú là không thể so sánh. Đương nhiên, 19 tuổi luyện thể tầng chính ở Thương Vân Trấn, đã có thể xưng thiên tài, chỉ là không giống trầm tử yên kinh diễm trác tuyệt như vậy mà thôi. Hoành 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 hoành, tiếng bước chân của trình hưởng rất nặng, cho thấy lúc này rất tức giận. Hắn đứng ở trước người lăng hàng 3 mét. Chỉ tay nói, ngươi dùng thủ đoạn bị ổi gì? Lăng Hàng lộ ra một nụ cười gằn, nói, ta có thể đánh thắng là bởi vì ta dùng thủ đoạn bị ổi. Phí lời, bằng không phế vật như ngươi, dựa vào cái gì thắng đệ đệ của ta. Trình hưởng cao giọng nói, không giống Lăng Hàng có tên phế vật, nếu như chuyện ngày hôm nay không xử lý thích đáng, danh dự của trình gia nhất định sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Vì lẽ đó, mặc kệ có phải là Lăng Hàng động thủ đoạn gì không, hắn cũng phải kiên trì nói như vậy. Nghe được hai chữ phế vật, biểu cảm trên mặt mọi người đều trở nên quái lạ. Bởi vì trước đó Trầm Tử Yên cũng đã nói lời tương tự, kết quả bị Lưu Vũ đồng bạc tai một trận, hiện tại vị cao thủ tụ nguyên tầng chính kia còn ở chỗ này, người công nhiên ô nhục lăng hàng. Có thể yên bình qua không? Ý đồ của Trình Hưởng, lấy từng trải của lăng hàng, tự nhiên nhìn rõ ràng. Hắn cũng không vạch trần, chậm chậm nói, há, Vậy phải làm sao mới có thể chứng minh ta không có sử dụng những thủ đoạn bị ổi kia? Hừ, ngươi dùng thủ đoạn bắt nạt đệ đệ ta, ta là ca ca, làm sao cũng không thể như không nhìn thấy. Nếu như ngươi có gan, liền tới đánh với ta một trận. Trình hưởng hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ. Mọi người không khỏi thầm nói một tiếng vô liêm sỉ. Ngươi là luyện thể tầng 9, Lăng Hàng là luyện thể tầng 4, tầng 5, này có thể đặt cùng một chỗ so sao có điều, chỉ cần đánh lăng hàng một trận, liền có thể yếu hóa ảnh hưởng của Trình Hào, lại xả giận cho Trình Hào, chiêu này rất thông minh, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Lăng hàng lắc đầu bật cười, nói, ngươi là luyện thể tầng 9, ta chỉ là luyện thể tầng 4, cái này tự hồ rất không công bằng nha. Ta không ngại để ngươi mời người trợ giúp thay ngươi lên tràng. Trình hưởng cười ha ha, hắn tự nhiên biết Lăng hàn có tên phế vật, ở học viện căn bản không người nào nguyện ý làm bằng hữu với hắn, làm sao có khả năng tìm được giúp đỡ. Còn nữa, coi như hắn thật mời tới người giúp đỡ thì lại làm sao, hắn là luyện thể tầng 9, ở trong học viện thuộc về tồn tại mạnh nhất, còn sợ ai. Vẻ mặt của mọi người lần thứ hai trở nên quái lạ, bởi vì Lăng Hàng thật là có một trợ giúp, hơn nữa còn là tụ nguyên tầng 9, một chiêu liền có thể thuấn sát luyện thể tầng 9. Ngươi như vậy không phải muốn chết sao? Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 18, Cô Lan Huyết, Lưu Vũ Đồng đi lên phía trước, nói, ta thay hắn chiến một trận. Trước đó, lực chú ý của Trình Hưởng vẫn ở trên người Lăng Hàn, cho đến lúc này mới phát hiện Lưu Vũ Đồng tồn tại, nhìn thấy dung mạo băng sơn tuyệt sắc kia, con mắt của hắn không khỏi đăm đăm. Trên đời này tại sao có thể có nữ nhân xinh đẹp như thế? Chờ chút, nàng muốn thay Lăng Hàn xuất chiến. Trình hưởng lập tức đố kỵ còn có khó chịu mãnh liệt, dựa vào cái gì phế vật như lăng hàng có thể có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Cái này không công bằng, hơn nữa buồn cười. Hắn vội vàng nói, vị tiểu thư này, ngươi nhất định là mới tới, bị lời chóc lưỡi đầu môi của tên kia lừa, hắn là lăng gia phế vật, học viện mỗi người đều biết. Trong đôi mắt đẹp của Lưu Vũ Đồng Nhất thời hiện lên một tia lửa giận. Nghe được người khác ô nhục lăng hàng, nàng sẽ không nhịn được mà tức giận. Những người này cái nào có tư cách? Đừng, vừa nãy là nữ nhân, vì lẽ đó ta không ngại ngươi giúp, nhưng hiện tại đây là một nam nhân, nam nhân trong lúc đó chiến đấu, do nam nhân đến giải quyết. Lăng Hàng đưa tay đặt lên vai Lưu Vũ Đồng, lắc đầu nói. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều đố kỵ đến phát rồ. Ngay cả nữ sinh cũng không ngoại lệ lại cùng nữ thần trong lòng bọn họ thân mật tiếp xúc như vậy, mà càng làm cho bọn họ bi phẫn gần chết là, Lưu Vũ Đồng thậm chí ngay cả nửa điểm chống cự cũng không có. Lưu Vũ Đồng nhíu mày, trình hưởng không giống trình hào, hắn là luyện thể tầng chính, so với lăng hàng rồng rã cao hơn năm cảnh giới nhỏ. Nàng biết lăng hàng rất thần kỳ. Nắm giữ năng lực vượt cấp khiêu chiến, nhưng hiện tại cấp số trên lệch quá lớn A, dưới cái nhìn của nàng, phần thắng của lăng hàng vô hạn tiếp cận không yên tâm ngươi nên tín nhiệm ta lăng hàng cười nói vậy thì đến đánh đi trình hưởng nhân cơ hội nói hắn không tin lăng hàng là làm sao đầu độc lưu vũ đồng nhưng hắn tin tưởng chỉ cần ở trước mặt mọi người đánh bại lăng hàng mỹ nữ tuyệt sắc kia tất có thể thấy rõ bộ mặt thật của lăng hàng lăng hàng lại nhìn lưu vũ đồng gật gù nàng mới rốt cục lui xuống tiểu thị nữ này vẫn là có chút ý nghĩa. Lăng Hàng lộ ra nụ cười, lập tức nhìn về phía trình hưởng, sắc mặt trở nên thận trọng. Trọng rã kém 5 tầng, cái này rất lớn, coi như là áp chế lưu vũ đồng xuống luyện thể tầng 4. Giao thủ với đối phương cũng chỉ có thể nuốt hận. Lăng Hàng dám đáp ứng khiêu chiến, là bởi vì hắn nắm giữ một môn kỹ pháp, tên là Cô Lan Huyết, khi bị thương chảy máu, có thể bùng nổ ra sức chiến đấu vượt qua cảnh giới, bị thương càng nặng, bạo phát ra sức chiến đấu cũng càng mạnh. Đổi lại kiếp trước, Lăng Hàng có thể dùng lượng lớn đang dược đến khôi phục thương thế. Nhưng hiện tại ở trong tay hắn không có loại thánh dược chữa thương này. Có điều không sao, bởi vì hắn thu được một môn tuyệt học càng mạnh hơn. Bất diệt thiên kinh. Đến đây đi. Lăng Hàng hướng về hắn ngoắt ngoắt tay, tâm tình của hắn bình tĩnh, đã thả xuống vinh quang của cường giả thiên nhân cảnh, hắn bây giờ chỉ là một luyện thể tầng 4, tất cả bắt đầu lại từ đầu. Trình hưởng đương nhiên sẽ không để lăng hàng ở trong mắt, hắn rất tùy ý vòng quanh lăng hàng, trên mặt cười gằn, chỉ là luyện thể tầng 4, hắn một tay liền có thể trấn áp. Ca, đánh hắn. Trình hào không nhịn được kêu lên, hiện tại mặt của hắn còn rất đau đớn, hơn nữa còn bị ép quỳ xuống bò ở trước mặt mọi người, mất mặt xấu hổ, tự nhiên tràn ngập quán hận với lăng hàng có một người tâm tình tương đồng hắn, chính là Trầm Tử Yên, nàng cũng đồng dạng hận lăng hàng đến tận xương. Trình hưởng gật gù nói, tất cả mọi người nhìn kỹ, đây chính là hậu quả khi đối nghịch trình gia. Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đột nhiên một quyền đánh tới lăng hàng. Lăng hàng hừ một tiếng, tương tự nắm chặt nắm đấm, đến đón đối phương. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều cảm thấy lăng hàng điên rồi. Không phải sao, luyện thể tầng 4 cùng luyện thể tầng 9 liều mạng, đây là ngu về đến nhà a, trước kia không phải Lăng Hàn rất thông minh sao, lấy năng lực dự đoán đáng sợ sớm hóa giải công kích của Trình Hào, đánh đối phương đến như con chó. Nhưng bây giờ gặp Trình Hưởng càng mạnh hơn. Lại từ bỏ đấu pháp như vậy, là che bị bại không đủ nhanh sao? Lúc này, ngay cả Lưu Vũ Đồng cũng sắp mất đi tự tin với Lăng Hàn, bởi vì loại cứng đối cứng này là thể hiện chân thật nhất của cảnh giới, sức mạnh. Chỉ có Lăng Hàng là tràn ngập tự tin với mình, hắn đương nhiên sẽ không cố ý tìm ngược. Đến đây đi. Hoành, hai nắm đấm va chạm, nếu như chậm lại gấp trăm lần. Có thể rõ ràng nhìn thấy dưới sức mạnh rung động, da dẻ cánh tay của Lăng Hàng như mặt nước dập dờn, từ nắm đấm, kéo dài tới bả vai, sau đó đùng 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 đùng, đùng mạch máu từng ngón từng ngón nổ tung, cả cánh tay trở nên máu thịt be bét. Sức mạnh trên lệch thực sự quá lớn, Lăng Hàng lùi lại bảy bước, lúc này mới ngừng được. Ha 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 ha, phế vật chính là phế vật. Trình Hưởng cười gằn, từ khi Lăng Hàng tiến vào học viện, chính là đối tượng để hắn và Trình Hào bắt nạt, hiện tại vọng tưởng vương mình. Nằm mơ. Trên mặt của Lăng Hàng không chút biểu tình, bất diệt thiên kinh đang vận chuyển, thương thế trên tay cấp tốc phục hồi như cũ, chỉ là dưới máu tươi bao trùng, người khác căn bản không thấy được. Mà khi bị thương, cô Lan Huyết cũng bắt đầu vận chuyển. Sức chiến đấu của hắn tăng lên rất nhiều. Luyện thể tầng 5. Lăng Hàng khẽ quát một tiếng, chủ động dết tới trình hưởng. Vô dụng, Lăng phế vật, ngươi cả đời đều là phế vật. Trình hưởng cười to, phất lên một quyền đến đón. Hoành. Luyện thể tầng 5 đương nhiên không thể là đối thủ của luyện thể tầng 9, Lăng Hàng bị chấn lùi lần thứ hai, máu tươi vung vãi. Cánh tay vừa mới khôi phục lại trở nên máu thịt be bé bét. Trình hưởng hơi có vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được sức mạnh của đối phương tăng lên rất nhiều, tuy vẫn kém hắn rất nhiều. Lăng Hàng một bên vận chuyển bất diệt thiên kinh, một bên kích phát cô lan huyết, hai mắt cũng tỏa ra ánh sáng như lan, tràn ngập sát khí. Luyện thể 6 tầng. Tổn thương càng thêm tổn thương sức chiến đấu của Lăng Hàng tiến thêm một bước nữa. Hắn gầm một tiếng, lần thứ hai công tới Trình Hưởng. Dù thực lực của Trình Hưởng bất phàm, nhưng ở dưới ánh mắt kia của Lăng Hàng, cũng có chút hồi hộp, nhưng hắn lập tức thẹn quá thành giận, đây là một phế vật, hắn lại bởi vì một phế vật mà kiên kỵ, quả thực buồn cười. Hắn muốn một đòn oanh bại Lăng Hàng. Đánh đối phương trọng thương, bò không lên nổi. Hoành! Hoành! Hoành. Hoành. Hai người không ngừng đấu chính diện, tình cảnh tự nhiên là Lăng Hàng tan mất hạ phong, mỗi lần đều làm cho hắn bị thương nặng, nhưng mỗi lần hắn đều có thể lập tức chấn chỉnh lại, khởi xướng phản kích, cứng cỏi đến làm cho người ta không cách nào tin nổi. Hơn nữa, Lăng Hàn phản kích cũng càng ngày càng ác liệt. Càng ngày càng lớn mạnh, lại có thể chậm rãi cùng trình hưởng đánh ngang tay. Luyện thể tầng 7 Trong lòng trình hưởng rõ ràng nhất, sức mạnh của Lan Hàng Thình Lình tăng lên tới luyện thể tầng 7, cũng còn may chính là, đến mức độ như vậy, sức mạnh của đối phương không tăng nữa, bằng không hắn thật sẽ hoảng sợ. Hết cách rồi, cô Lan Huyết cũng có cực hạn. Chỉ có thể tăng lên ba cảnh giới nhỏ. Có điều, luyện thể tầng 7 đối chiến luyện thể tầng 9, trên lệch đã thu lại đến hai cảnh giới nhỏ. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 19, đạp ở dưới chân, Lăng Hàng huyết chiến, sức mạnh luyện thể tầng 7 của hắn là dựa vào bị thương đến duy trì, như một cô lang bị thương, càng bị thương liền càng không khuất phục. Mới đầu mọi người còn ôm tâm tình xem cuộc vui, nhưng nhìn Lăng Hàng không ngừng bị thương, không ngừng phản kích, tâm tình không biết làm sao đều bị cảm hóa. Coi như đây là một phế vật. Cũng là một phế vật đáng giá tôn kính. Ai có ý chí cứng cỏi như vậy? Huyết chiến không khuất phục, bất khuất kiên cường, trong lúc vô tình thiên bình trong lòng mọi người đều hướng về lăng hàng âm thầm hy vọng hắn có thể thắng lợi ở trong thế giới võ giả người yếu không đáng đồng tình nhưng đấu sĩ không khuất phục lại có thể được tôn trọng lăng hàng dùng huyết và ý chí vì hắn lấy đến đồ vật mà tiền thân khát vọng nhất tôn nghiêm cái này cũng là nguyên nhân tại sao lăng hàng kiên trì muốn đánh một trận hơn nữa còn lựa chọn phương thức ngốc như vậy cứng đối cứng đương nhiên cũng chỉ có chính hắn mới biết tình huống của hắn còn lâu mới nát như mọi người thấy bởi vì bất diệt thiên kinh vẫn lưu chuyển ở trong cơ thể không ngừng khôi phục ngay thương thế của hắn có điều bị thương dù sao không phải mượn đau như lửa làm bỏng linh hồn của hắn nhưng đau đớn lại để hắn bùng nổ ra sức chiến đấu vượt qua cảnh giới hắn không ngừng nuốt hồi nguyên đan lại vận chuyển bất diệt thiên kinh vì nguyên lực tiêu hao quá lớn lăng hàng một lần lại một lần bị chấn lùi nhưng một lần lại một lần giết trở về máu tươi vung vãi ý chí kiên cường cảm hóa đại bộ phận người ở đây có chút nữ sinh thậm chí chảy nước mắt la lên bảo lăng hàng không nên đánh nữa ta không tin trình hưởng càng đánh càng hoảng hốt đối phương làm sao ngoan cường như vậy đánh như thế nào cũng không chịu ngã xuống cho hắn áp lực lớn lao hơn nữa sức mạnh của luyện thể tầng 7 cũng đủ tạo thành uy hiếp cho hắn. Không ngừng đối đầu, nội tạng trong cơ thể hắn cũng sôi trào, khó chịu đến không được. Hắn trống to một tiếng, xong quyền oanh ra, rốt cục dùng võ kỹ, phải nhanh đánh bại lăng hàng một chút. Trình gia tuyệt kỹ, thông tí quyền. Đối với võ giả mà nói, có dùng võ kỹ hay không, có thể nói là hai sức chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Giống công pháp, võ kỹ cũng chia làm bốn đẳng cấp lớn thiên. Địa, huyền, hoàng, qua loa mà nói, võ kỹ hoàng cấp có thể tăng lên sức chiến đấu gấp đôi cho võ giả. Mà mỗi đẳng cấp lớn có thể chia làm ba tiểu phẩm giai thượng trung hạ, võ kỹ hoàng cấp hạ phẩm, sức chiến đấu tăng lên khoảng 3 phần 10, trung phẩm là 4 đến 6 phần 10, thượng phẩm là 7 đến 10 phần. Thông tí quyền là võ kỹ hoàng cấp trung phẩm. Sức chiến đấu tăng lên khoảng 5 phần, mà ba tuyệt chiêu cuối cùng có thể làm sức chiến đấu tăng lên 6 phần 10, rất là lợi hại. Lăng Hàng nắm giữ võ kỹ đương nhiên đếm không xuể, dù võ kỹ thiên cấp thượng phẩm hiếm thấy cũng nhiều đến 7 loại, mỗi một võ kỹ đều có thể tăng sức chiến đấu lên gấp 10 lần. Nhưng mà, giới hạn ở thực lực bây giờ, hắn căn bản vô pháp sử dụng. Không chỉ thiên cấp không được, dù là địa cấp, huyền cấp cũng không được, tương tự thực lực không đủ chỉ có võ kỹ hoàng cấp. Võ kỹ huyền cấp ít nhất phải dũng tuyền cảnh mới có khả năng sử dụng. Hai tay hắn nắm chặt, bày ra một tư thế tiến công. Võ kỹ hoàng cấp thượng phẩm, báo đột quyền. Hoành. Một tiếng va chạm vang lên. Hai người đã trao đổi một đòn, tốc độ thật nhanh, ngoại trừ lưu vũ đồng, thì chỉ có mấy luyện thể tầng chính nhìn rõ ràng. Mà đại bộ phận người chỉ nhìn thấy sau một đòn này, Trình hưởng bị chấn bay ra ngoài. T. Tất cả mọi người đều nghẹn ngào. Trình hưởng lại bị lăng hàng đánh bay. Đây là chuyện khó mà tin nổi cỡ nào. Trái lại lăng hàng, tuy cả người cũng máu me đầm đìa. Nhưng chỉ lùi lại mấy bước mà thôi. Tình thế xuất hiện nghịch chuyển lớn. Chuyện gì thế này, trình hưởng vẫn chiếm cứ thượng phong, sau khi dùng võ kỹ lại thảm bại. Nhưng mặc cho mọi người nghĩ thế nào, cũng sẽ không đi suy đoán vừa nãy lăng hàng dùng võ kỹ hoàng cấp thượng phẩm. Vì sao như thế? Vì thương vân trấn chỉ nắm giữ võ kỹ hoàng cấp trung phẩm, người bình thường có thể học được một môn võ kỹ hoàng cấp hạ phẩm là có thể cười trộm. Chỉ có lưu vũ đồng nghĩ khác, nàng biết rõ, lăng hàng truyền cho nàng tam âm huyền công chính là công pháp thiên cấp, đã như vậy. Lăng Hàng có võ kỹ hoàng cấp thượng phẩm lại có cái gì kỳ quái? Trình hưởng trên rỉ muốn bò lên, nhưng lực sát thương của cú đấm kia quá đáng sợ hơi động liền khiến hắn không ngừng thổ huyết phải biết trước đó hắn và lăng hàng đấu chính diện nội tạng trong cơ thể cũng đã bị rung động to lớn hiện tại bị đã kích lớn đây là từ lượng dẫn đến biến chất không không thể trình hào không thể tin tưởng ca ca của hắn là luyện thể tầng chính làm sao có khả năng thua một phế vật cái này nhất định không phải sự thật Lăng Hàng đi tới chỗ trình hưởng, vết thương trên người đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Khi đi tới trước người đối phương, có miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại, hiển lộ hết thiên kinh chi uy. Ta, ta thua. Dưới con mắt mọi người, trình hưởng không cách nào vô lại, hắn tàn bạo nhìn chầm chầm Lăng Hàng, trên mặt tràn ngập không cam lòng, đến hiện tại cũng không cách nào nghĩ rõ ràng là tên kia đánh bại mình như thế nào. Lăng Hàng chậm rãi nhất chân ngươi, ngươi muốn thế nào? Trình hưởng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, Lăng Hàng đây là muốn dẫm mặt của hắn sao? Ngươi không nên quá mức. Quá mức. Lăng Hàng hừ một tiếng, một cước đạp ở trên mặt Trình hưởng. Ngươi luyện thể tầng chính đánh với ta, sao không nói quá mức? Đệ đệ ngươi vừa mở miệng liền bảo ta cút, ngươi vừa lên liền chỉ trích ta dùng thủ đoạn. Sao không nói quá mức? chỉ cho phép các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Trên đời há có đạo lý như vậy. Tài nghệ không bằng người, vậy thì ít nói nhảm. Hắn hơi nhún chân, trình hưởng lập tức kêu rên, nhưng càng nhiều vẫn là mất mặt, lại bị người đạp ở dưới chân, hơn nữa người này còn là một phế vật. Đương nhiên, qua hôm nay, Lăng Hàn nhất định sẽ tẩy đi tên phế vật. Có thể dẫm lên mặt hắn thượng vị, nhưng cái này càng để trình hưởng không thể nào tiếp thu được bốn phía cũng hoàn toàn nói không ra lời. Trước đó, bọn họ chỉ hy vọng Lăng Hàn có thể thắng lợi mà thôi, nhưng ai có thể tin tưởng chứ? Bọn họ không khỏi nghĩ đến Lưu Vũ Đồng nói, trong vòng 3 tháng, bọn họ đều sẽ ngước nhìn Lăng Hàn. Nhưng không cần 3 tháng. Hiện tại cũng đã có thật nhiều người chỉ có thể ngước nhìn hắn. Lăng Hàn, ngươi nhất định sẽ hối hận. Trình hưởng dùng thanh âm tràn ngập quán độc nói, lại bị một phế vật đạp ở dưới chân, đây là sỉ nhục hắn không thể nào cọ rửa. Thật sao? Lăng Hàng cười nhạt, loại uy hiếp này dưới cái nhìn của hắn hoàn toàn không có ý nghĩa. Xin tha đi. Hắn nói. Thái độ thành khẩn, ta sẽ tha ngươi, bằng không ngươi phải nằm ở chỗ này rất lâu. Ngươi, trình hưởng tức giận đến nổ tung, lại muốn hắn xin tha ở trước mặt mọi người. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện chương 20, luyện đan, không cầu xin tha thứ, vậy thì ngươi nằm ở đây cũng không tệ. Lăng Hàn từ tốn nói. Hắn từ trước đến giờ là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, nhưng nếu bị người chọc tới trên đầu, vậy thì gấp 10 lần trả lại. Nếu huynh đệ trình hưởng muốn bắt nạt hắn, vậy hắn liền dẫm hai người này thương tích đầy mình. Trở thành trò cười cho thiên hạ. Nằm không tệ. Nằm xác thực không tệ, nhưng trên mặt còn dẫm một bàn chân, vậy thì không phải vấn đề có tệ hay không rồi. Trình hưởng cắn răng thật chặt, cắn ra máu tươi, thẻ thẻ thẻ, xương ngón tay vang vọng, nếu có thể, hắn thật muốn lăn trì lăn hàng, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể hạ thấp đầu lâu kiêu ngạo, nói, xin lỗi. Cầu ngươi tha ta. Âm thanh quá nhỏ, không nghe được. Lăng hàng từ tốn nói. Xin lỗi, cầu ngươi tha ta. Trình hưởng đột nhiên lớn tiếng kêu lên, câu này nói ra, hắn chỉ cảm thấy cả người muốn tan vỡ, cái gì kiêu ngạo, tôn nghiêm, mặt mũi của trình gia đại thiếu, toàn bộ ở trong câu này trở thành bọc nước. Sau này thức thời một chút, có mấy người ngươi không treo chọc nổi. Lăng Hàng nói, kéo chân trở về. Ngươi nên vui mừng, vì hiện tại ta còn dễ nói chuyện. Cái này còn gọi dễ nói chuyện. Tất cả mọi người liếu lưỡi, trình hưởng không phải trình hào a hắn là trình gia đại thiếu như vậy công nhiên nhục nhã hắn tương đương với đánh toàn bộ trình gia chuyện này tuyệt đối không có khả năng bỏ qua trình gia và lăng gia trong lúc đó tất nhiên sẽ nhấc lên một phen minh tranh ám đấu nói không chắc còn sẽ biến thành hai đại gia tộc liều mạng diễn biến thành một hồi đại loạn trầm tử yên trắng chặt hàm răng tâm tình phức tạp đến khó có thể hình dung đồng dạng là luyện thể tầng chính nhưng sức chiến đấu sẽ có chênh lệch rất lớn, nàng đánh thắng qua rất nhiều luyện thể tầng 9 lâu năm. Lăng Hàn có thể đánh bại Trình Hưởng, không có nghĩa là cũng có thể đánh thắng nàng. Nhưng vấn đề là, hiện tại tu vi của Lăng Hàn là gì? Chờ tên này trở thành luyện thể tầng 9, toàn bộ luyện thể cảnh còn có ai là đối thủ của hắn? Cùng cấp vô địch, vương giả quy danh. Không, nàng tuyệt không hối hận, đây là một phế vật phế vật mà nàng ở mấy năm trước liền từ chối cả đời này cũng chỉ có thể ngước nhìn nàng lăng hàn và lưu vũ đồng sống vai đi ra luyện võ trường hai người đi dạo ở trong học viện đi mệt liền ngồi xuống dưới một cây đại thụ dựa vào thân cây hai người ai cũng không nói gì qua một lúc lưu vũ đồng rốt cục không nhịn được nói không nghĩ tới ánh mắt của ngươi kém như vậy yêu thích loại nữ tử nông cạn tự đại kia lăng hàn không khỏi cười ha ha quay đầu nói tiểu thị nữ của ta ngươi ghen quỷ quỷ mới ghen lưu vũ đồng không khỏi đỏ mặt làm cho nàng càng có vẻ xinh đẹp cảm động ngươi không nên tưởng bở này 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 nói như vậy với chủ nhân của ngươi thích hợp sao lăng hàn cười nói không có chuyện gì dụ dỗ tiểu thị nữ này ngược lại cũng rất thú vị lưu vũ đồng cho hắn một cái liếc mắt nhưng rất nhanh chuyển đề tài nói sau này ngươi dự định vẫn ở thương vân trấn nơi này thực sự quá nhỏ căn bản không chứa nổi con rồng này lăng hàn cười hì hì nói sau một thời gian sẽ đi hổ dương học viện xem một chút phụ thân hy vọng ta có thể đi dẫm thiên tài ở nơi đó lưu vũ đồng nhất thời không nói gì hiện tại ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại đã nghĩ dẫm hết thảy thiên tài ở hổ dương học viện ngươi nên biết ta cũng không phải là đệ nhất cao thủ của hổ dương học viện. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi, Lăng Hàn không nói tiếp, chỉ có hắn mới biết mình có tiềm lực đáng sợ đến mức nào. Thái Dương xuống núi, hai người quay lại Lăng Gia. Tiểu tử thúi. Thời điểm bọn họ đi vào phòng khách. Liền nhìn thấy Lăng Đông Hành đi nhanh tới, vẻ mặt nghiêm túc. Lăng Hàn còn tưởng rằng sự tình trốn học hôm nay bị hắn biết rồi, đang muốn giải thích lại thấy lăng đông hành vọt tới, ông lấy hắn thật chặt, cười to nói, Ngươi đánh đổ hai tiểu tử trình gia, lại không lập tức trở về nói cho lão tử ngươi, Để ta cũng vui vẻ một chút. Lăng hàng thở vào nhẹ nhõm nói, Sao phụ thân biết? Cái này không phải chuyện nhỏ, đã qua lâu như vậy, ta làm sao có khả năng còn không biết? Lăng đông hành nghiêm mặt nói, Hàng nhi, con thực sự có tiền đồ. Luyện thể tầng 4 liền có thể đánh bại luyện thể tầng 9. Có điều, đây cũng quá kinh người a, à, ta lo lắng có mấy người sẽ không từ thủ đoạn diệt trừ con. Lăng Hàn gật đầu, mọi người đối với thiên tài chỉ có thể ngưỡng mộ. Kính phục, nhưng hiện tại hắn không thuộc về cấp bậc thiên tài, mà là yêu nghiệt đến khó mà tin nổi. Ta đã thả ra tin tức, nói con kỳ thực là luyện thể tầng 7, trước đây chỉ là giả vờ biết điều. Lăng Đông hành lại nói, thuyết pháp như vậy kỳ thực trăm ngàn chỗ hở, biết điều và phế vật tuyệt đối là hai việc khác nhau. Nhưng so với luyện thể tầng 4 có thể đánh bại luyện thể tầng 9, thì thuyết pháp như vậy càng dễ khiến người ta tiếp thu. Hơn nữa Lăng Hàn biểu hiện ra sức mạnh đúng là luyện thể tầng 7, bởi vậy thuyết pháp nàng càng có chỗ đứng. Ngày mai con không cần đi học viện, miễn cho bị người khác nhìn ra nội tình. Lăng Đông Hành nói, chỉ cần là tụ nguyên cảnh liền có thể nhìn thấu tu vi của lăng hàn lời nói dối lập tức sẽ bị vạch trần cái này chính hợp tâm ý của lăng hàn nhưng vấn đề là hắn không chỉ không thể đi học viện ngay cả gia tộc cũng không thể ra bởi vì ngày hôm nay hắn chơi quá lớn thương vân trấn khẳng định có không ít người sẽ cảm thấy hứng thú với hắn ở phụ cận lăng gia theo dõi hắn xuất hiện cũng không phải là không có chỉ có một biện pháp đó chính là tu vi của hắn chân chính đạt đến luyện thể tầng 7. Vậy Lăng Đông Hành thả ra ngoài tin tức giả liền trở thành tin tức thật. Ngược lại không ra được cổng, Lăng Hàng liền chuyên tâm tu luyện, mà Lăng Đông Hành đối với điểm ấy tự nhiên toàn lực giúp đỡ, dưới sự yêu cầu của Lăng Hàng, hắn cung cấp lượng lớn tiền tài, mà Lăng Hàng thì để lưu vũ đồng đi chọn mua dược liệu, hắn muốn đích thân luyện đan. Đan dược Lăng Hàng muốn luyện chế là tiểu vân thủy đan. Đan này có thể tăng lên tốc độ tu luyện của võ giả luyện thể cảnh. Cái này tuy có bán, nhưng dược hiệu quá kém. Lăng hàng ăn qua một hạt, nhiều nhất chỉ có thể đạt đến một nửa trình độ luyện chế của hắn. Có tiền mua tiên cũng được, Lưu Vũ Đồng rất nhanh liền mua được dược liệu lăng hàng cần, còn có một lò luyện đan. Luyện thể tầng 4 muốn luyện đan. Có chút miễn cưỡng. Lăng hàng lẩm bẩm nói, bình thường, phải đạt đến luyện thể tầng 7 mới có thể bắt đầu luyện đan, bởi vì không đủ nguyên lực giúp đỡ, đang luyện đến một nửa liền không thể tiếp tục được nữa, tự nhiên sẽ thất bại. Xem ra phải một bên cắn hồi nguyên đan, một bên luyện đan. Hắn thuần thuộc phân dược liệu, tốc độ hai tay nhanh thái quá. Để Lưu Vũ Đồng ở một bên nhìn hoa cả mắt. Đến lúc này, nàng rốt cục tin tưởng Lăng Hàn biết luyện đan, mà không chỉ là biết tri thức luyện đan cái tên này còn có cái gì không biết không? Lăng Hàng ném dược liệu vào trong lò luyện đan, nhưng không có bỏ toàn bộ, mà chỉ thả một phần ba, sau đó tay phải rung lên, cười một tiếng, trên tay của hắn bốc cháy lên hỏa diễm. Dẫn hỏa, đây là yêu cầu cơ bản nhất của đan sư, cũng là nguyên nhân tại sao mỗi đan sư đều là hỏa linh căn. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 21, Luyện thể tầng 5, sở dĩ luyện đang khó, là bởi vì khống chế nhiệt độ lửa. Dùng củi lửa hay gì đó, sẽ rất khó điều khiển nhiệt độ hỏa diễm, huống chi muốn đạt đến trình độ chính xác. Trên lý thuyết mà nói, đẳng cấp đang dược càng cao, đối với khống chế hỏa diễm cũng càng hà khắc. Không chỉ phải chính xác, còn phải để nhiệt độ đạt đến một loại cực hạn nào đó. Vậy thì đối với cảnh giới của đan sư cũng có yêu cầu rất cao. Nói như vậy, đan sư có thể luyện chế ra đan dược cao hơn cảnh giới của mình một cấp. Tỷ như Lăng Hàn là luyện thể cảnh, vậy hắn cao nhất chỉ có thể luyện chế ra đan dược hoàng cấp trung phẩm. Thế nhưng, muốn luyện đan, đầu tiên phải biết khống hỏa, nhiệt độ lửa, bởi vậy cảnh giới quá thấp là không được. Làm sao cũng phải luyện thể tầng 7. Lăng Hàng dám ở luyện thể tầng 4 liền bắt đầu luyện đan, đó là bởi vì linh căng của hắn. Có ngũ hành hỗn độn liên, nguyên lực trong cơ thể hắn có thể tùy ý chuyển hóa thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nhiệt độ hỏa diễm không cao lắm, nhiều nhất 400 độ, dùng để luyện chế tiểu vân thủy đang là được rồi. Không hổ là ngũ hành hỗn độn liên. Ngũ hành hỗ trợ, vô cùng kỳ diệu. Lăng hàng thầm khen, hỏa linh căng bình thường, ở luyện thể tầng 4, nhiều nhất là thả ra hỏa diễm khoảng 200 độ. Dù kiếp trước hắn nắm giữ hỏa linh căng tinh khiết, nhưng nhiều nhất cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhưng ngũ hành hỗn độn liên có thể chuyển đổi bất luận cái gì ở trong năm loại lực lượng nguyên tố, đây là cửu dương hỏa linh căng không cách nào sánh ngang. Không hổ là linh căng thần cấp. Tay trái của Lan Hàng không ngừng xoay tròn, để mỗi bộ phận của lò luyện đan đều có thể đủ nóng, nhưng mỗi vị trí lại nóng khác nhau. Sau này muốn luyện chế đan dược cao cấp, đối với lò luyện đan cũng có yêu cầu cực cao, tỉ như loại lộ hỏa tính, chịu hỏa tính, một lò luyện đang tốt sẽ bị đan sư cướp phá đầu. Thỉnh thoảng, hắn sẽ ném một cây dược liệu vào trong lò luyện đan. Khi thì mở nắp lò ra, khi thì đóng lại, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Lưu Vũ Đồng ở một bên đã trợn tròn mắt, không cách nào nói chuyện. May mắn nàng không phải đan sư, không biết quá nhiều về phương diện này, bằng không nếu như nàng biết, luyện đan yêu cầu thấp nhất là luyện thể tầng 7, nhất định sẽ càng thêm giật mình bất quá, hiện tại nàng ăn kinh cũng đủ nhiều rồi. Lại thêm nữa, nói không chắc sẽ làm cho nàng té xỉu. Nhiệt độ của ngọn lửa càng cao, nguyên lực tiêu hao tự nhiên cũng sẽ càng lớn, rất nhanh, Lăng Hàng đã cảm thấy lực kiệt, vội ăn một viên hồi nguyên đan, chỉ cảm thấy có từng tia từng tia nguyên lực tràn vào trong cơ thể, để hắn có thể tiếp tục nữa. Thời gian chậm rãi qua đi, Lăng Hàng không ngừng ăn hồi nguyên đan. Mà hai giờ sau, Lăng Hàng đột nhiên hét lớn một tiếng, cắn phá đầu lưỡi, một luồng máu tươi tuôn ra, phát động cô lan huyết, nguyên lực của hắn nhất thời tăng vọt một đoạn, nhiệt độ của hỏa diễm cũng bảo tố đến 600 độ. Thành đan. Hắn thu hồi hỏa diễm, lúc cuối cùng hỏa diễm kích thăng, là điểm trồng thêm mắt, tăng hiệu quả của đan dược lên khoảng nửa thành. Chỉ là hỏa diễm 400 độ chính là cực hạn của hắn, hắn chỉ có thể tự phế để kích thích cô lan huyết bắn ra nhiệt độ 600. Hắn mở nắp lò, một mùi thuốc nhàn nhạt xông vào mũi. Lưu Vũ Đồng không khỏi bu lại, nhìn vào trong lò, chỉ thấy bên trong đang có 17 hạt đang dược tròn vo màu son, mặt ngoài ống ánh tỏa sáng, rất mê người. Coi như nàng hoàn toàn không hiểu luyện đan. Cũng có thể xác định lăng hàng luyện đan thành công. Ngươi thật là một quái thai. Nàng nói, ánh mắt là lạ. Lăng hàng cười ha ha nói, sau này sẽ từ từ quen thuộc thôi. Lưu Vũ Đồng thật không biết, liên tục bị kỳ tích trùng kích như vậy, nàng sẽ điên cùng hay là trở nên mất cảm giác. Lăng Hàng cầm lấy một viên tiểu vân thủy đan, nuốt vào, bắt đầu tu luyện. Quanh, tiểu vân thủy đang tựa như vô sống, mà thiên địa linh khí chính là nước, hai người gặp gỡ lập tức gợi ra phản ứng kịch liệt, linh khí khủng bố kéo tới, ngũ hành hỗn độn liên ở trong đan điền nhẹ nhàng dao động, ai đến cũng không cự tuyệt, lấy tốc độ đáng sợ hấp thu sạch. Cường độ như vậy cũng chỉ có linh căng thần cấp mới có thể chịu đựng, Lăng Hàng thầm nói. Vận chuyển ngũ hành thiên cực công, chuyển hóa linh khí thành nguyên lực của mình, chứa ở tứ chi trăm mạch. Sau một tiếng, viên tiểu vân thủy đang thứ nhất hết dược lực, Lăng Hàng lại ăn viên thứ hai, tiếp tục tu luyện. Có điều, sau khi dược lực của viên tiểu vân thủy đang thứ ba hết, sức chịu đựng của Lăng Hàng cũng đạt đến cực hạn chỉ cảm thấy buồn ngủ, liền trực ngã người. Nằm ngủ ở trên đất. Lưu Vũ Đồng vẫn ở bên cạnh nhìn, không khỏi lắc đầu, đỡ lăng hàng lên giường, lại tỉ mỉ tháo giày, đắp chăn, sau đó mới lui ra, ngủ ở trên ghế phòng khách. Nàng rất tận trung với trách nhiệm của mình, bảo vệ an toàn cho lăng hàng. Một đêm qua đi, lăng hàng mở hai mắt ra, đập vào mắt là màn che, để hắn hơi kinh ngạc, bởi vì hắn không nhớ tối ngày hôm qua có bò lên giường nha. Nhưng cái này không trọng yếu. Hắn lộ ra một nụ cười, buổi tối ngày hôm qua, tu vi của hắn lần thứ hai tăng vọt một đoạn, đột phá đến luyện thể tầng 5. Ngày hôm kia có thể phá hai cảnh giới, đó là bởi vì trước đó, thân thể này tu luyện quá chậm, ngũ hành hỗn độn liên ở lần thứ nhất mở ra mã lực, tự nhiên sẽ nên tiếp một lần bạo phát, sau này sẽ không thể như vậy nữa ngươi, ngươi lại đột phá. Thời điểm lăng hàng ra ngoài, Lưu Vũ Đồng như thấy quỷ, nói chuyện lắp bắp, con mắt trợn tròn. Chỉ là luyện thể cảnh mà thôi, nhanh như vậy là rất bình thường. Lăng hàng mười phần bình thản nói. Bình thường cái quỷ A. Lưu Vũ Đồng sắp muốn điên, nàng tốt xấu cũng là linh căng thiên cấp, sau khi bước lên con đường tu luyện, dùng thời gian 10 ngày đột phá đến luyện thể tầng 2 mà từ luyện thể tầng 4 đến tầng 5 là 25 ngày. 25 ngày, một buổi tối, chuyện này làm sao so sánh? Sẽ không phải ngày mai ngươi liền đột phá luyện thể 6 tầng chứ? Lưu Vũ Đồng đột nhiên hỏi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không thể. Lúc này Lưu Vũ Đồng mới thở vào nhẹ nhõm, bằng không nàng liền thật điên rồi. Ngày kia thì được. Dừng một chút, Lăng Hàn lại nói, yêu quái. Tuyệt đối là yêu quái. Lưu Vũ Đồng dùng ánh mắt ai oán nhìn hắn, thầm nghĩ sau này sẽ không tiếp tục đi đoán tốc độ tu luyện của tên này, ngược lại coi hắn như yêu quái là được rồi, nhanh hơn nữa cũng không cần kỳ quái. Lăng Hàn cười ha ha, chờ ăn xong điểm tâm, hắn lại bắt đầu đóng cửa tu luyện. Có điều, tinh thần của người ta có hạn. Hắn không thể cả ngày đều tu luyện, bởi vậy cho dù ban ngày liền tu luyện Kỳ thực cũng không cách nào tăng tốc độ lên bao nhiêu. Nhưng hiện tại hắn tranh thủ từng phút từng giây, dù cho có thể nhanh thêm chút xíu cũng tốt. Mặt khác, tiến cảnh của Lưu Vũ Đồng cũng rất nhanh, dưới sự giúp đỡ của công pháp thiên cấp, nhiều nhất 2 tháng, nàng liền có thể đạt đến tụ nguyên tầng chín đỉnh cao. Tốc độ như vậy để bản thân nàng cũng không thể tin tưởng. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 22, gia tộc phiền phức Nguyên bản Lưu Vũ đồng nghĩ mình phải đến 19, thậm chí 20 tuổi mới có thể đột phá đến dũng tuyền cảnh. Tốc độ này đã rất nhanh, nhìn khắp lịch sử Vũ Quốc, có thể sánh vai với nàng rất ít, nhưng hiện tại, thời điểm nàng 18 tuổi liền có thể hoàn thành vượt qua một bước này. Không nên nhìn chỉ nhanh hơn 2 năm. Nàng mới bao lớn. Ở độ tuổi này, nhanh mấy tháng cũng là thành tích kinh người, huống chi nhanh hơn 2 năm đây cũng là bởi vì quan hệ với Lăng Hàn. Chỉ là tốc độ tiến cảnh như vậy, so sánh với Lăng Hàn, lại không đáng giá nhắc tới. Luyện thể tầng 2 đến luyện thể tầng 4, một buổi tối. Luyện thể tầng 4 đến luyện thể tầng 5, một buổi tối. Luyện thể tầng 5 đến luyện thể 6 tầng. Hai buổi tối. Người khác tăng cảnh giới lên đều lấy tháng, thậm chí lấy năm đo lường, nhưng hắn là lấy ngày tính toán, quá yêu nghiệt nhưng lăng hàn cười to nói kỳ thực tốc độ này cũng không tính nhanh có chút yêu thú sinh ra chính là tụ nguyên cảnh thậm chí dũng tuyền cảnh bọn nó mới thật sự là tồn tại được thiên địa ban ân lại có yêu thú như vậy lưu vũ đồng nhất thời trường lớn đôi mắt đẹp lại có yêu thú vừa sinh ra liền mạnh mẽ hơn nàng đó là tự nhiên lăng hàn gật đầu dừng một chút lại nói ta xem qua cổ tịch có chút yêu thú đã tuyệt diệt thậm chí sinh ra chính là thiên nhân cảnh, vô địch cả thế gian. Lưu Vũ Đồng không tin nói, nếu sinh ra chính là thiên nhân cảnh, vậy sao bọn chúng sẽ tuyệt diệt chứ? Thiên địa tự nhiên có kết cấu, ai có thể địch nổi thời gian? Lăng hàng lắc đầu, đời trước hắn chính là không muốn hóa thành đất hủ, mới dứt khoát bước lên đường hiểm, tìm kiếm pháp môn đột phá phá hư cảnh. Thế giới này có quá nhiều thần bí, có thể dễ dàng xóa đi tồn tại thiên nhân cảnh. Ở kiếp trước, hắn thân là cường giả thiên nhân cảnh, cũng có rất nhiều nơi không dám xâm nhập. Bất cẩn một tí sẽ khiến hắn chết đi. Trải qua hai ngày khổ tu, Lăng Hàn lại hoàn thành tích lũy ở luyện thể tầng 5, sau đó không hề khó khăn thẳng tiến luyện thể tầng 6. Bởi vì kiếp trước đã đi qua những chặng đường này, nên lĩnh ngộ cảnh giới ngược lại là vấn đề không cần cân nhắc. Có điều, luyện thể tầng 6 đến tầng 7, cái này là một bay vọt nho nhỏ. 3 ngày là không đủ, phải cần 4 ngày, thậm chí 5 ngày. Lăng Hàng thở dài, vậy phải khổ tu 4, 5 ngày đi. Bên cạnh, nghe Lăng Hàng ai oán, Lưu Vũ Đồng có loại kích động phát điên. Tên yêu nghiệt này. Sau một ngày, Lăng Hàng đạt đến luyện thể tầng 6 tiền kỳ, hai ngày sau, đã là luyện thể tầng 6 trung kỳ, sau 3 ngày đạt đến luyện thể tầng 6 hậu kỳ. Sau 4 ngày là luyện thể tầng 6 đỉnh cao. Không tới ngày thứ 5, Lăng Hàng bắt đầu xung kích, chỉ một canh giờ, hắn liền bước vào luyện thể tầng 7. 16 tuổi luyện thể tầng 7, tu vi như thế đặt ở chỗ nào của vũ quốc, đều có thể xưng một tiếng không tệ, nhưng nếu thêm vào một điều kiện trước tiên, 8 ngày từ luyện thể tầng 2 đến luyện thể tầng 7. Này phỏng chừng tuyệt không có người nào tin tưởng. Bởi vậy, cho dù Lưu Vũ Đồng là nhân chứng, cũng hoảng hốt, hồn vía lên mây, bước đi giống như tung bay. Nàng thật sự sợ rồi. Rốt cục có thể ra ngoài rồi. Lăng hàng chậm rãi xoay người, theo thân thể trở nên trẻ tuổi, tâm linh của hắn cũng đồng dạng trở nên trẻ tuổi, ở trong phòng nín 7 ngày, hắn có loại cảm giác mảnh hổ bị nhốt. Đi xem phụ thân A, có lẽ trình gia đã ra chiêu rồi. Hắn lẩm bẩm nói rất vừa vặn mấy ngày trước tuy lăng đông hành bận bịu đến cả ngày không nhìn thấy bóng nhưng hôm nay lại ngồi ở trong thư phòng chỉ là tâm tình của hắn rất tệ lông mày ngưng tụ phụ thân có phải là trình gia ra chiêu không lăng hàn trực tiếp hỏi lăng đông hành cũng không ngẩng đầu chỉ gật gật đầu trong tay cầm bút đang không ngừng viết cái gì đó tình huống rất tệ sao lăng hàn lại hỏi Lăng Đông Hành thở dài, cuối cùng thả bút xuống nói, rất tệ. Tuy lăng gia chúng ta có vô số sản nghiệp, nhưng kiếm tiền nhiều nhất chỉ có hai, một là khoáng tràng, hai là hiệu thuốc. Lăng Hàn biết, lăng gia có một mỏ khoáng đồng đỏ, có từ hơn 30 năm trước. Lúc đó vì tranh cướp quyền sở hữu mạch khoáng này, lăng gia là trả cái giá cực lớn, chết không ít cao thủ. Mà hiệu thuốc là từ thiên dược các mua vào đang dược cấp thấp lại thêm chút giá bán ra. Đừng nhìn đây chỉ là buôn bán qua tay, nhưng bởi vì nhu cầu đang dược quá khổng lồ, ít lãi tiêu thụ mạnh cũng là một thu vào không nhỏ. Có điều, mạch máu của hiệu thuốc lại nắm giữ ở trong tay thiên dược các. Chỉ là thiên dược các muốn tạo mối quan hệ với địa đầu xà, nên mới bỏ ra chút canh. Từ năm ngày trước, khoáng tràng của chúng ta gặp phải nhân vật không rõ tập kích, chết không ít người, hiện tại lòng người bàn hoàng, cho dù tăng tiền công cũng không có mấy người sẵn lòng làm việc. Lăng Đông Hành lại nói, mà thiên dược các chu dược sư lại đột nhiên làm khó dễ. Nói lần này tổng bộ đưa đang dược trì hoãn ở trên đường, chậm chạp không có đưa đến, hiện tại tồn kho đã bán hết, không còn đang dược, tiệm thuốc chỉ có thể tạm thời đóng cửa. Mà vừa đóng cửa, đối với danh dự của hiệu thuốc là một loại đã kích, cho dù ngày sau khai trương lần nữa, nhất định sẽ mất không ít khách hàng hai ngày nay, tài chính đã có chút căng thẳng. Nhất định phải mau chóng giải quyết mới được. Lăng đồng hành thở dài. Đừng nhìn lăng gia gia đại nghiệp đại, nhưng chi tiêu cũng lớn a. À, có câu nói cùng văn phú vũ, tu luyện là một chi tiêu rất lớn. Mà hiện tại, hai sản nghiệp trụ cột của lăng gia đồng thời bị đã kích, lập tức để tài chính trở nên sốt sắn lên, nếu kéo dài sẽ xảy ra đại sự, có khả năng bị bức bán ra một ít sản nghiệp không trọng yếu trình gia dở trò quỷ lăng hàn lập tức khẳng định nói lăng đông hành gật đầu hai sản nghiệp trụ cột đồng thời gặp phải vấn đề trên đời không có sự tình vừa vặn như thế hắn dùng ngón tay gõ gõ lên bàn nói còn có quỷ bên trong ánh mắt của lăng hàn lập tức lạnh lẽo nói lăng trọng khoan không sai ở trước mặt con trai tự nhiên không có gì phải ẩn giấu lăng đông hành hừ một tiếng khoáng tràn xảy ra chuyện, ta liền tăng nhân thủ tiến hành tuần tra, nhưng một cái bóng cũng không nhìn thấy, nếu không có người tiết lộ con đường tuần tra, thì sao có khả năng làm được? Chỉ sợ là khi lăng trọng khoan biết huynh đệ trình hưởng bị đánh, đã lặng lẽ đi gặp trình văn côn, cùng đối phương đạt thành hiệp nghị nào đó, 8 phần 10 là để trình gia giúp hắn đoạt vị trí gia chủ. Còn hắn có ký xuống điều ước càng nhục nhã hay không, vậy cũng chỉ có chính hắn mới biết ngày hôm nay ta hẹn thiên dược các chu đan sư ăn cơm không thể thiếu phải cho hắn một chút chỗ tốt bằng không gia tộc thật sẽ gặp phải vấn đề lớn lăng đông hành nói chu dược sư chu đại quân vẻ mặt của lăng hàn không khỏi trở nên quái lạ nói con đi với phụ thân nhiệm vụ của ngươi bây giờ là chuyên tâm tu luyện không tới luyện thể tầng 7. phúc lăng đông hành nhìn lại lăng hàn kết quả không nhìn còn khá vừa nhìn liền để hắn phun ra ngoài, khuôn mặt dại ra. Nếu như Lưu Vũ Đồng nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng, cũng không thể để mỗi một mình nàng ăn kinh ngạc nha. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 23, không hiểu chuyện, Hàng. Hàng Nhi, ngươi. Ngươi. Ngươi đã là luyện thể tầng 7. Lăng Đông Hành rung giọng nói, nếu như trước đây có người nói cho hắn, sẽ bị một luyện thể tầng 7 dọa sợ, hắn nhất định sẽ cho đối phương một bạc tai, nhưng hiện tại hắn muốn cho mình một bạc tai, để xác nhận chuyện này có phải thật hay không. Đúng, vì lẽ đó phụ thân không cần lại lo lắng. Lăng Hàng nhoẻn miệng cười. Da mặt của Lăng Đông Hành co giật, nhưng một lát sau, hắn không khỏi cười ha hả, buồn phiền quét đi sạch sành xanh, con trai có tiến bộ như vậy, hắn còn có cái gì phải phiền. Hảo Nhi Tử, Hảo Nhi Tử. Hắn vô cùng kích động, lúc này hắn rốt cục tin tưởng, con trai quả thật có năng lực giúp hắn cứu thê tử ra. Buổi tối ngươi theo ta đi dự tiệc. Lăng Đông Hành gật đầu nói, hiện tại con trai càng ngày càng có tiền đồ, sau này vị trí gia chủ tất sẽ truyền cho con trai, để hắn mở mang kiến thức một chút cũng được. Lăng Hàng mỉm cười, nghĩ đến thời điểm vị Chu đại sư kia nhìn thấy mình, cũng giật nảy cả mình đi. Buổi tối, phụ tử lăng đông hành mang theo bốn tên tùy tùng trước tiên đi tới tuyên vũ lâu đây là địa phương lăng đông hành mời tiệc chu đại sư hai cha con ở trong một gian bao sương trung đẳng vừa cười vừa nói chuyện hoành cửa phòng đột nhiên đẩy ra đi vào hai người lăng trọng khoan lăng mộ vân các ngươi tới làm cái gì lăng đông hành lạnh lùng hỏi gia tộc xảy ra chuyện lớn như vậy ta có thể không đến sao lăng trọng khoan không mời tự ngồi nói với lăng đông hành ta kiến nghị ngươi vẫn là tránh một chút giao việc này cho ta xử lý ngươi lăng đông hành cười lạnh một tiếng nói tại sao ngươi khẳng định ở nơi nào đó đắc tội chu đan sư bằng không hắn sao có khả năng vô duyên vô cớ làm khó dễ gia tộc lăng trọng khoan chậm rãi nói sau đó ngoắc ngoắc tay nói với lăng mộ vân đứa nhỏ này ngày hôm qua mới vừa đi kiểm tra một hồi. Ở phương diện khống hỏa có năng lực rất mạnh, vì lẽ đó, kha kha, hắn đã được Chu Đan Sư Thu làm đan đồng, mấy năm sau liền có thể bị Chu Đan Sư Thu làm đệ tử chính thức, ngày sau chính là Đan Sư. Lăng Mộ Vân đi tới bên người Lăng Trọng Khoan, ngạo nhiên mà đứng, trên mặt có vẻ đắc ý không ngừng. Bị Lăng Hàng quấy rối, hắn mất đi cơ hội tiến vào hổ dương học viện. Nhưng ai có thể nghĩ tới, một cánh cửa đóng lại, đồng thời lại mở ra một cánh cửa khác, hắn ở phương diện thống hỏa có năng lực cực mạnh, có cơ hội trở thành đan sư. Đan sư, nghề nghiệp cao quý nhất toàn bộ thương vân trấn, không toàn bộ vũ quốc. Lăng Trọng Khoan đắc ý, hai đứa con trai của hắn còn kém lăng đông hành rất xa, nhưng cái này không sao, cháu trai của hắn lại xuất sắc hơn lăng hàng nhiều. Phúc. Hắn nhìn lăng hàng một hồi đột nhiên phun ra ngoài. Cái này, cái này, cái này, cái này, chuyện gì thế này? Luyện thể tầng 7. Không, không, không. Cái này nhất định là nhìn lầm, làm sao có khả năng là luyện thể tầng 7. Lăng trọng khoan không khỏi dụi mắt, lại nhìn về phía lăng hàng, nhưng khí tức mà đối phương tản mát ra không thay đổi chút nào. Luyện thể tầng 7 hàng thật đúng giá. Tiểu tử này ăn tiên đang sao? Khuôn mặt của Lăng Trọng Khoan không ngừng co giật, hắn thực sự là sợ rồi. Gia Gia, ngài làm sao vậy? Lăng Mộ Vân có chút kỳ quái, lúc này không phải là lúc bọn họ diễu võ dương oai, tàn nhẫn dẫm mặt phụ tử Lăng Đông Hành sao, sao Gia Gia lại đột nhiên ngẩn người? Luyện Luyện thể tầng 7 Lăng Trọng Khoan rung giọng nói Đúng, mình là luyện thể tầng 7, cái này có gì đáng kinh ngạc, không phải ngươi đã sớm biết sao? Lăng mộ vân kỳ quái nhìn lăng trọng khoan, làm sao gia gia đột nhiên trở nên không bình thường? Không phải ngươi, là hắn. Lăng trọng khoan chỉ vào lăng hàng nói. Phúc! Lăng mộ vân cũng phun ra ngoài, luyện thể tầng 7. Đùa gì thế? Người nào không biết lăng hàng là phế vật? Tu luyện nhiều năm mới chỉ là luyện thể tầng 2, bằng không sao sẽ bị gọi là phế vật. Nếu như đây cũng là phế vật, vậy hắn 18 tuổi luyện thể tầng 7 tính là gì? Siêu cấp phế vật sao? Không thể, tuyệt đối không thể. Hắn lẩm bẩm nói, hoàn toàn không có cách nào tin tưởng. Nhưng hắn biết, gia gia hắn là tụ nguyên tầng 9, tuyệt đối không thể nhìn lầm. Ha ha, con trai của ta như thế nào, không tệ chứ. Lăng đông hành cười ha ha tư chất như vậy đủ tiến vào hổ dương học viện a nghe nói như thế sắc mặt của ông cháu lăng trọng khoan đều khó coi bọn hắn thừa dịp lăng đông hành không có mặt bức bách lăng hàng giao tiêu chuẩn tiến vào hổ dương học viện ra kết quả đụng vào thiết bản hiện tại lăng đông hành cố ý nói hổ dương học viện hiển nhiên là châm biếm bọn họ lăng mộ vân dù sao trẻ tuổi dễ kích động nói hổ dương học viện lại có gì đặc biệt Hiện tại ta tiến vào đan giới, ngày sau sắp trở thành người được tôn sùng của cả vũ quốc. Thật sao? Lăng Hàn lắc đầu nói, "Ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi làm không được đan đồng, càng không thể trở thành đan sư." Ha 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 ha, ngươi coi mình là ai? Còn có thể ảnh hưởng chu đan sư hay sao?" Lăng Mộ Vân cười gằn, chỉ cảm thấy đây thực sự là một chuyện cười, nếu như đối phương thật sự có năng lượng như vậy, Chu Đan Sư còn có thể cố ý ngán chân, không phát đang dược cho Lăng Gia sao? Lăng Hàng không nói gì thêm, chỉ nở nụ cười. Có điều, ngay cả Lăng Đông Hành cũng không có để uy hiếp của Lăng Hàng ở trong lòng. Dưới cái nhìn của hắn, tuy con trai thể hiện ra thiên phú võ đạo, nhưng làm sao cũng không thể có quan hệ với Chu Đan Sư A, tuy bốn người cùng thuộc về Lăng Gia, nhưng mà thế như nước với lửa, làm sao có khả năng có tiếng nói chung vừa bắt đầu đối chọi gây gắt vài câu, sau đó liền từng người trầm mặt chờ Chu Đan sư đến. Có điều vị Chu Đan sư kia đúng là biết sĩ diện, chậm chạp không có hiện thân, cho đến khi bốn người đều thiếu kiên nhẫn, mới nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Chi cửa phòng mở ra, đi vào một nam tử vóc người trung đẳng, không phải Chu Đại quân thì là ai? Toàn bộ Thương Vân Trấn cũng chỉ có hắn là Đan sư, huống chi còn họ Chu. Lăng Đông Hành, Lăng Trọng Khoan, Lăng Mộ Vân đồng thời đứng lên, dùng dập cướp quyền hành lễ. Mà Lăng Mộ Vân càng quỳ gối ở trước mặt đối phương, cung kính nói, đệ tử Mộ Vân, bái kiến sư phụ. Đan Đồng cũng có thể miễn cưỡng xem như nửa cái đồ đệ rồi. Đứng lên đi. Chu Đại Quân tiện tay vung vung, sau đó quay về phía Lăng Đông Hành gật gù, nói, đều không cần đa lễ, mau mau nói chính sự đi, ta rất bận. Lăng Hàn, ngươi thật to gan, lại dám không hành lễ với Chu Đan sư. Lăng Mộ Vân mắt sắc, phát hiện Lăng Hàn không chỉ không hành lễ, thậm chí còn ngồi, nhất thời chỉ tay nói. Trong lòng Lăng Đông Hành trầm xuống, lần này mời Chu đại quân, mục đích là tân bốc nịnh nọt đối phương, giải quyết vấn đề cung dược, nhưng hiện tại bị Lăng Mộ Vân nắm lấy sơ hở, chẳng phải là muốn nát. Hắn không khỏi thầm tức giận, hiện tại là đang giải quyết vấn đề Lăng gia, sao lăng mộ vân không để ý đại cục như vậy? Nhất thời có loại ý nghĩ muốn một trưởng vỗ chết tiểu tử này. Ha, thực sự là không hiểu quy củ. Lăng trọng khoan cũng hừ một tiếng. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 24, không có đồ đệ như ngươi, lăng mộ vân thật vất vả nắm lấy nhược điểm của lăng Hàn tự nhiên không chịu thả, hùng hổ dọa người nói, đan sư là nghề nghiệp được tôn trọng nhất vũ quốc, ngươi thấy sư phụ ta không chỉ không chào, hơn nữa còn ngồi, ngươi đây là hung hăng đến cỡ nào. Còn không mau quỳ xuống, hướng về sư phụ ta xin phạt. Lăng Đông hành khẽ nhíu mày. Đan sư là hiếm có, địa vị ở vũ quốc cũng rất cao, tỉ như chu đại quân này, kỳ thực tu vị chỉ là luyện thể tầng chính, nhưng bởi vì hắn là đan sư hoàn cấp trung phẩm, nên nay cả hắn và lăng trọng khoan là cường giả tụ nguyên cảnh, cũng phải thách khí, cho đủ mặt mũi hiện tại bị ông cháu lăng trọng khoan nắm lấy điểm ấy tiến hành công kích lăng hàn thật có khả năng gặp phải phiền phức hắn ông quyền nói chu đại sư thực xin lỗi khuyển tử có chỗ thất lễ ta thay hắn hướng về ngươi bồi cái không phải ngươi đại nhân có đại lượng xin đừng chấp nhặt chu đại quân căn bản không có chú ý tới lăng hàn nghe lăng mộ vân gọi như thế mới biết là xảy ra chuyện gì không khỏi không vui nói lăng gia chủ ngươi thật biết đùa a à mời ta tới dùng cơm ta nể mặt ngươi nhưng ngươi dĩ nhiên để con trai của ngươi nhục nhã ta hừ đây là đạo lý gì lăng Hàn còn không mau quỳ xuống lăng mộ vân cười gằn hắn biết đang dược là mạch máu của gia tộc bởi vậy đối với việc này coi như là lăng đông hành cũng chỉ có thể chịu thua hướng về lăng Hàn tạo áp lực thấy lão tử của mình bị bức bách cái này nhất định sẽ phiền muộn bi thương a ha 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 ha. Chu Đan Sư, Lăng Đông Hành còn muốn tiếp tục khuyên. Nhưng Chu Đại Quân đưa tay vẫy một cái, ngăn cản Lăng Đông Hành nói, cũng không thèm nhìn tới Lăng Hàn, hững hờ nói, để con trai của ngươi quỳ ở trước mặt ta giải thích đi. Hoành. Lăng Đông Hành vỗ bàn, nói, Chu Đan Sư, ta không biết ngươi thu chỗ tốt gì của trình gia, mới thay bọn họ làm khó dễ Lăng gia ta. Nhưng ngươi không nên kinh người quá đáng, muốn con trai của lăng đông hành ta quỳ xuống cút con mẹ ngươi đi làm càng lăng trọng khoan cũng lập tức thét lên lăng đông hành ngươi đặt gia tộc ở nơi nào ngươi muốn phá hủy gia tộc hay sao gia tộc không phải là một mình ngươi ngươi không để ý đại cục như vậy còn có tư cách gì làm lăng gia gia chủ ánh mắt của lăng đông hành uy nghiêm đáng sợ nói đến tột cùng ai không nhìn đại cục có một số việc không nói trắng ra chỉ là ta còn nể tình mọi người đều họ lăng nhưng các ngươi ức hiếp con trai ta như vậy khi lăng đông hành ta là người chết hay sao được rồi người một nhà các ngươi muốn ồn ào đi về nhà lại ồn ào ta rất bận chu đại quân chen lời nói nhanh để tiểu tử kia quỳ xuống nhận lỗi cho ta chu đại quân ngươi muốn ai quỳ xuống đây lăng hàng rốt cục mở miệng từ tốn nói Chu Đại Quân. Lăng Trọng Khoan cùng Lăng Mộ Vân đầu tiên là cả kinh, thầm nói Lăng Hàn thật to gan, dám gọi thẳng tục danh của Chu Đan Sư. Nhưng bọn họ lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, Lăng Hàn đây chính là đắc tội Chu Đại Quân A, lần này phụ tử Lăng Đông Hành nhất định xong đời. Ha ha, tiểu tử này quả nhiên vẫn là một tên hố hàng. Hồn trướng, lại dám gọi thẳng tục danh của sư phụ ta, quả thực gan to bằng trời. Lăng mộ vân quát, cơ hội tốt như vậy, đương nhiên phải nhân cơ hội này tân bốc định nọt Chu Đại Quân. Nhưng hắn không nhìn thấy, sắc mặt của Chu Đại Quân lập tức trở nên khó coi, thậm chí từ chỗ ngồi đứng lên. Âm thanh này, Chu Đại Quân sao sẽ không ấn tượng sâu sắc? Còn không mau quỳ, đùng. Lăng Mộ Vân còn chưa nói hết, chỉ thấy Chu Đại Quân một bước dài xông lên, dương tay tác một cái. Một tác này đừng nói đánh Lăng Mộ Vân bối rối, ngay cả lăng đông hành cùng lăng trọng khoan cũng rất lờ mờ chu đại quân kia muốn đánh làm sao cũng phải đánh lăng hàng chứ sao lại đánh lăng mộ vân nhất định là nhầm lẫn ở nơi nào đó sư sư phụ lăng mộ vân oan ức làm gì đánh người ta a à? ở trong ánh mắt không rõ của ba người chỉ thấy chu đại quân đi tới trước mặt lăng hàng một bộ như tiểu đệ nghe lời không người nói hóa ra là lăng công tử xin thứ cho tiểu nhân có mắt không trồng mới vừa rồi không có nhìn thấy hàng thiếu ngài. Tuy hắn ở trong tay lăng hàng bị thiệt lớn, nhưng ngay cả tên của đối phương cũng không biết, chư hòa tâm đương nhiên không cần giải thích cho hắn. Cái gì? Cái gì? Ba người khác của lăng gia đồng thời tiến vào trạng thái hóa đá, đây thực sự là chu đan sư vừa rồi ngông cuồng tự đại, hung hăng đến cực điểm sao? Làm sao cảm giác như là một con chó giữ nhà vậy? Còn có, tại sao hắn gọi Lăng Hàng là hàng thiếu. Phải biết tuy cảnh giới của Chu Đại Quân không cao, nhưng là đan sư A, địa vị tôn sùng cỡ nào. Ba người đều giống như hóa đá, hoàn toàn không thể tin được. Đây là đồ đệ của ngươi sao? Thật là bá đạo nha. Lăng Hàng nhìn Lăng Mộ Vân nói, âm thanh bình thản tới cực điểm. Nhưng Chu Đại Quân lại sợ gần chết, quay về phía Lăng Mộ Vân là một cái bạc tai, nói, ngươi là thứ gì lại dám vô lễ với hàng thiếu ta không có học đồ như ngươi bắt đầu từ bây giờ ngươi đừng tiếp tục gọi ta là sư phụ lăng mộ vân nhất thời không thể tin được hắn bị trục xuất sư môn bởi vì một câu nói của lăng hàn hắn nghĩ tới trước kia lăng hàn nói mình không thể thành đan sư càng là một lời thành sấm không sư phụ không nên trục xuất ta ra khỏi sư môn lại cho ta một cơ hội Lăng Mộ Vân vội vã nhào tới bên chân Chu Đại Quân, cực kỳ khẩn thiết nói. Hắn không phải thiên tài võ đạo, càng mất đi cơ hội tiến vào hổ dương học viện, bởi vậy trở thành đan sư là nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng của hắn, bằng không hắn liền giống như phụ thân, gia gia của hắn, cuối cùng chỉ có thể đạt đến tụ nguyên cảnh, ở thương vân trấn nho nhỏ xưng vương xưng bá. Cúc, ngươi lại dám vô lễ với hàng thiếu, không có giết ngươi đã là khai ân rồi, ngươi còn muốn trở thành đan sư chu đại quân hừ một tiếng, cũng không nhìn một chút, ngay cả chư hòa tâm chư đại sư cũng cực kỳ cung kính với Lăng Hàn, nếu như hắn biết Lăng Mộ Vân dám vô lễ với Lăng Hàn như thế, tự tay tới làm thịt tên này cũng có khả năng. Mà chỉ cần một câu nói của chư đại sư. Đan sư nào của vũ quốc dám thu Lăng Mộ Vân làm đồ đệ? Lăng Mộ Vân không khỏi thẫn thờ, biểu hiện mờ mịt, phản phất mất đi linh hồn. Đi. Lăng Trọng Khoan nắm cháu trai lên, hắn biết hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, bỏ đi mới là vương đạo. Không, ta là đan sư học đồ, sau này ta sẽ trở thành đan sư. Lăng mộ vân liều mạng giải dụa, thật giống như điên rồi. Nhưng lăng trọng khoan nắm hắn thật chặt, chỉ nghe tiếng kêu càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất. Trong phòng, lăng đông hành trợn mắt ngoát mồm, mà Chu đại quân thì đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn không biết lăng hàng nguôi giận chưa, vị này hắn thật đúng là không trêu chọc nổi a à, vừa nãy ngươi rất hung ác với phụ thân ta nha lăng hàng từ tốn nói trong giọng nói mang theo bất mãn mãnh liệt hàng thiếu trước kia ta không biết lăng gia chủ là cha của ngài bằng không ngài cho ta một trăm lá gan ta cũng không dám tự cao tự đại ở trước mặt lăng gia chủ vẻ mặt của chu đại quân đau khổ nói là ta đáng chết ta thật chẳng ra gì hắn quyết tâm lại bắt đầu đánh mặt mình. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 25, phản chế trình gia, Lăng Đông Hành đã hoàn toàn mất cảm giác. Hắn biết con trai của mình hiện tại là một thiên tài, nhưng có thể làm cho một tên đan sư phải khúng núng hết sức lấy lòng, cái này vẫn như cũ để hắn cực kỳ khiếp sợ. Trước đó, thái độ của Chu Đại Quân là ngạo mạn cỡ nào, cao cao tại thượng, không coi ai ra gì. Hắn ba sinh năm mời, đối phương mới đáp ứng đến dự tiệc. Vừa tới là trêu chọc, bắt bí, biểu hiện sự ngạo mạn của đan sư vô cùng nhường nhuyễn. Nhưng hiện tại, hắn thực sự là không thể tin được, đối phương dĩ nhiên sẽ nịnh nọt như vậy. Đến tột cùng, những ngày hắn rời đi phát sinh cái gì, có thể làm cho con trai thoát thai hoáng cốt như vậy. Lăng gia chủ, ta thật là đáng chết, ngươi yên tâm, quay đầu lại ta liền sai người đưa dược tới. Chu Đại Quân cẩn thận từng ly từng tí nói, nghĩ đến thái độ trước kia đối với Lăng Đông Hành, trong lòng không khỏi bồn chồn, sợ đến gần chết. Lăng Hàn đưa ngón tay gõ lên bàn nói, "Là Trình gia bảo ngươi làm như thế?" "Khà khà, Hàn thiếu, ta thật không biết Lăng gia chủ là cha của ngài, mới sẽ bị Trình gia che đậy, ngài nhất định phải tin tưởng ta." Chu Đại Quân vội vã giải thích. Lăng Hàn cười cợt nói, "Ta tin tưởng ngươi." chu đại quân nhất thời đại hỷ lại nghe lăng hàn nói tiếp lấy tính cách làm người của ngươi dưới tình huống không đủ lợi ích ngươi sao có khả năng thay trình gia làm việc nói đi thu lấy chỗ tốt gì của trình gia cái này chu đại quân ấp a à ấp úng nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của lăng hàn trong lòng nhất thời căng thẳng vội vàng nói ba vạn lượng bạc trình gia cũng thật mạnh tay a à. lăng đông hành hừ một tiếng hắn là chủ nhân một gia tộc càng rõ ràng ý nghĩa của ba vạn lượng bạc trình gia và lăng gia tương đương thu vào kinh người nhưng chi tiêu cũng rất lớn ba vạn lượng bạc cần hai ba năm mới có thể tồn trữ trình gia chịu lấy ra một khoản tiền lớn như vậy kín đáo đưa cho chu đại quân kia thực sự là rất quyết tâm tuyệt đối là muốn bóp chết một mạch máu của lăng gia chính như lăng hàn từng nói chu đại quân rất tham muốn để hắn lần nữa khôi phục cung dược cho lăng gia, vậy chỗ tốt tự nhiên phải vượt qua ba vạn lượng bạc mới được. Vấn đề là, lăng gia trải qua áp chế, vốn lưu động cơ bản đã dùng hết, từ nơi nào bỏ ra được ba vạn lượng bạc. Động tác này đối với trình gia mà nói chỉ là ra chút huyết, nhưng đối với lăng gia mà nói, tuyệt đối là thương gân động cốt. Cũng may hắn sinh ra một đứa con trai tốt. Lăng đông hành không khỏi lộ ra một nụ cười, trình gia tuyệt đối không ngờ đi bọn họ lấy ra ba vạn lượng bạc nhưng chỉ là công giả tràng ba vạn lượng thật nhiều lăng hàng tựa như cười mà không phải cười nhìn chu đại quân đan sư cũng thật là đáng giá cần nhiều tiền như vậy mới có thể mua được ngươi hàng thiếu nói giỡn trên trán chu đại quân chảy ra mồ hôi lạnh hắn không ngu ngốc tự nhiên nghe được lăng hàng là đang nói mát bởi vì ngươi mấy ngày nay lăng gia chúng ta tổn thất nghiêm trọng lăng hàn từ tốn nói chu đại quân nhất thời run rẩy nhưng trong đầu đột nhiên thông suốt vội vàng nói tuy kẻ cầm đầu là trình gia nhưng ta cũng có trách nhiệm không thể trốn tránh bởi vậy ta quyết định đem ba vạn lượng bạc kia quyên tặng cho lăng gia để bù đắp lăng gia tổn thất lăng đông hành kinh ngạc người tham lam như chu đại quân lại có thể sẵn sàng phun chỗ tốt đã ăn vào ra hắn đây là e ngại con trai mình bao nhiêu a à? lăng hàn gật đầu nói không làm ngươi khó xử chứ làm sao có thể dù trong lòng đau nhỏ máu nhưng trên mặt chu đại quân lại che kín nụ cười ngượng ngùng nói đây là ta nên làm là một điểm tâm ý của ta vậy thì tốt lăng hàn gật đầu ta cần ngươi làm cho ta một chuyện Hàng thiếu cứ nói Chu đại quân tràn ngập nịnh hót nói. Bắt đầu từ ngày mai, đem bộ phận đang dược phân phát cho trình gia chuyển cho lăng gia chúng ta tiến hành tiêu thụ. Lăng Hàn nói. Lăng Đông Hành vừa nghe, trong lòng nhất thời mừng như điên, đang dược là trụ cột của lăng gia, hiện tại có thể tăng lên gấp đôi, lợi nhuận kia tự nhiên cũng có thể vượt lên gấp đôi. Mà đối ứng, trình gia thu vào phải giảm một nửa. Chỉ cần kéo dài mấy năm, thực lực tổng hợp của trình gia sẽ xa xa lạc hậu lăng gia mà lăng gia lại có thể triệt để phá tan trình gia trở thành thương vân trấn đệ nhất gia tộc cũng là hào môn duy nhất vâng không thành vấn đề chu đại quân liền vội vàng nói ngược lại chỉ cần hắn điều phối mà thôi bản thân lại không có tổn thất gì không cần cho ngươi phí làm việc chứ lăng hàng cười nói ha ha hàng thiếu thật biết nói đùa chu đại quân cười khang nói được rồi không còn việc của ngươi đi làm việc đi lăng hàng gật gù phái chu đại quân rời đi vẫn là ăn cơm xong lại đi lăng đông hành khách khí nói dù sao cũng là cầu người làm việc chu đại quân nào dám liền vội vàng xua tay nói không cần không cần ta đi làm chính sự trước hắn hướng về lăng hàng chấp chấp tay lại hướng về lăng đông hành chấp chấp tay một đường lùi về phía sau hàn nhi đối với hắn như vậy có thể hoàn toàn ngược lại hay không lăng đông hành nói dù sao chu đại quân chính là một đan sư không cho hắn chỗ tốt thì thôi nhưng trong lời nói cũng không thể thất lễ như thế phụ thân yên tâm gia hỏa này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu cho hắn mấy phần màu sắc hắn ngược lại sẽ ra vẻ lăng hàn cười nói lăng đông hành cũng không có hỏi lăng hàng tại sao chu đại quân lại sợ sệt cùng cung kính như thế con trai đã lớn đương nhiên là có bí mật của mình hắn làm lão tử chỉ cần giúp đỡ là được hơn nữa hắn cũng phải chuẩn bị bố cục kế tiếp nên phản thủ làm công chu đan sư thấy chu đại quân đi ra ông cháu lăng trọng khoan từ trong bóng tối xuất hiện hướng về hắn vẫy vẫy tay hai ông cháu này ra ngoài cũng không hề rời đi mà ở đó chờ đợi. Chu đại quân ở trước mặt lăng hàng như chó giữ nhà, nhưng ở trước mặt những người khác, hắn lập tức khôi phục dáng dấp ngạo mạn, hừ một tiếng nói, các ngươi có chuyện gì không? Chu đan sư, ngươi xem, mộ vân và lăng hàng chính là huynh đệ cùng tộc, ngươi có nên dàn xếp một hồi, để mộ vân tiếp tục theo ngươi học tập thuộc luyện đan không? Lăng trọng khoan cười nói. Nhưng Chu đại quân nở nụ cười, lăng chấp sự, đối với việc này, ta không làm chủ được, ngươi muốn tôn tử của ngươi sau này trở thành đan sư, trước tiên cần phải để hàng thiếu đồng ý. Bằng không, coi như ngươi tìm đan sư khác cũng vô dụng, không người nào dám thu tôn tử của ngươi làm học đồ đâu. Cái gì? Ông cháu lăng trọng khoan đều lộ ra vẻ mặt không thể tin tưởng. Một phế vật mà thôi, làm sao lại nắm giữ năng lượng như vậy? Các ngươi có thể không tin, nhưng chuyện này không quan hệ gì tới ta, cũng không nên kéo ta liên lụy vào. Chu đại quân khoát tay áo một cái. Có điều, ta vẫn là cho các ngươi một lời khuyên, tuyệt đối không nên đối phó hàng thiếu, hơn nữa, các ngươi không biết mình may mắn giường nào đâu. Bọn họ đều là người lăng gia. Người một nhà không có thù cách đêm, chỉ cần bọn họ thành tâm nhận sai với phụ tử lăng đông hành, sau này sẽ thiếu chỗ tốt của bọn họ sao? Nam nhân kia là ngay cả chư hòa tâm chư đại sư cũng phải cung kính đối mặt A. À. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 26, tin tức địa Long Thảo, thật như chu đại quân nói, việc này không có quan hệ gì tới hắn, bởi vậy hắn nói xong liền phủi mông rời đi, còn phải lập tức đi làm chuyện lăng hàng phân phó đây. Gia Gia, chúng ta thật như hắn nói, sau này đàng hoàng nghe lệnh của phụ tử Lăng đông hành sao. Lăng mộ vân cắn răng nói, hắn làm sao có thể cam tâm lăng hàng là phế vật muốn hắn nghe mệnh lệnh của một tên phế vật ngẫm lại liền để hắn cảm thấy uất ức đương nhiên không thể lăng trọng khoan nặng nề vung tay xuống ta khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy làm sao có thể bị một tên phế vật phá hoại mặc kệ tiểu tử kia là phế vật thật hay giả ra đều không thể ngăn cản ta nắm giữ lăng da nhưng da da kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ lăng mộ vân có vẻ rất mờ mịt chờ lăng trọng khoan trầm giọng nói hiện tại trình gia và chúng ta huyên náo rất cương tuy có chu đại quân trợ giúp lăng đông hành có thể phản thủ làm công nhưng trình gia cũng không phải ăn chay uy hiếp cuốn lên tất nhiên sẽ buông tay phải kích đến thời điểm chúng ta lại ở phía sau đâm lăng đông hành một đao đẩy hắn xuống vị trí gia chủ lăng mộ vân nghe mà trên mặt tỏa ánh sáng trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Gia Gia, tiểu tử Lăng hàng kia nhất định phải giao cho ta, ta muốn tự tay giết hắn. Ngươi nhất định sẽ tọa nguyện. Lăng Trọng Khoan cười lạnh nói. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu Hòa Tâm lại đích thân đến Lăng Gia bái phỏng. Lần này Lăng Đông Hành cuối cùng cũng coi như biết tại sao Chu Đại Quân kính nể con trai như vậy, bởi vì ngay cả Đan Sư Huyền cấp cũng ở trước mặt con trai khoanh tay đứng thẳng, dáng dấp như học sinh cái này giải một cái mê đoàn cho hắn, lại làm cho hắn càng thêm khiếp sợ, bởi vì trước chỉ là một đan sư hoàng cấp, hiện tại ngay cả đan sư huyền cấp cũng cực kỳ cung kính với Lăng Hàn, cái này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lần này chưa hòa tâm tới, là vì truyền đạt cho Lăng Hàn một tin tức. Ở trong Thất Phong Sơn, tục truyền khả năng xuất hiện một cây địa long thảo. Mấy ngày trước Lưu Vũ Đồng đi chọn mua dược liệu cho Tiểu Vân Thủy Đan, cũng đồng thời hướng về chư hòa tâm hỏi dò dược liệu khác, mặt trên tổng cộng có bốn loại dược liệu thuộc về cấp bậc cực kỳ khan hiếm, ngay cả thiên dược các cũng không có tồn kho. Chí ít phân bộ vũ quốc không có, còn lên trên, bằng cấp bậc của chư hòa tâm, là không thể tra cứu, càng không thể điều động. Mà đan phương này, chính là dùng để trị liệu linh căng cho lăng đông hành, tên bổ linh đan, địa cấp trung phẩm. Địa long thảo chính là một trong bốn loại dược liệu thiếu hụt, bởi vậy một khi có tin tức, Chư Hòa Tâm vội vã tự mình chạy một chuyến. Đương nhiên, một mặt là thông báo manh mối trọng yếu, mặt khác hắn đương nhiên là vì thỉnh giáo Lăng Hàng, bình thường hắn là không dám tới quấy rầy Lăng Hàng A. Lăng Hàng tự nhiên đại hỷ, nhưng sau khi hắn cẩn thận dò hỏi tình huống của Thất Phong Sơn một hồi, lại chỉ có thể quyết định tạm hoãn hành trình. Bởi vì người truyền ra tin tức là cường giả tụ nguyên tầng chính, nhưng thời điểm hắn gặp gỡ một người trong đội hái dược đang thoi thóp, chỉ kịp nói ra hang xích hồng đại xà, địa long thảo liền chết. Bởi vậy có thể khẳng định, thất phong sơn có địa long thảo, nhưng lại có một con xích hồng đại xà trấn thủ, đánh trọng thương cường giả tụ nguyên tầng chính. Lăng hàn biết, địa phương có địa long thảo, bình thường là có hồng lân giao xà trấn thủ, hấp thu long khí yếu ớt mà địa long thảo thả ra, chậm rãi tiến hóa bản thân, từ rắn đến dao, hoàn thành một lần lột xác về bản chất. Hồng Lân Giao xà thành niên là tụ nguyên tầng 9. Hơn nữa vì nắm giữ một tiêu huyết mạch giao long, sức chiến đấu vượt xa tụ nguyên tầng 9 bình thường, chí ít là nửa bước dũng tuyền cảnh, là vương giả trong tụ nguyên cảnh. Nếu như hiện tại Lăng Hàng tiến vào thất phong sơn, coi như có thể tìm được cái hang kia, cũng không thể là đối thủ của Hồng Lân Giao xà, cộng thêm lưu vũ đồng cũng vô dụng, trừ khi Lưu Vũ Đồng cũng có thể trở thành nửa bước dũng tuyền cảnh. Thất Phong Sơn, hắn nhất định phải đi, nhưng phải có chuẩn bị vẹn toàn. Hơn nữa, nội đan của Hồng Lân Giao Xà có thể luyện chế thành siêu nguyên đan, ăn vào một viên liền có thể để tụ nguyên cảnh trực tiếp tăng lên một cảnh giới nhỏ, nhưng hạn mức tối đa là tụ nguyên tầng 3 đỉnh cao. Mặt khác, bởi vì Hồng Lân Giao Xà có một tia huyết mạch giao long, huyết nhục đại bổ, có thể để lan hàng tăng nhanh luyện thành tầng thứ nhất của bất diệt thiên kinh. Khô một chi thể. Hắn quyết định tiếp tục khổ tu, đạt đến tụ nguyên cảnh lại đi thất phong sơn, vừa vặn lợi dụng nội đang nhanh chóng tăng lên tới tụ nguyên tầng 3, sau đó ung dung đột phá đến tầng 4. Mặt khác, hắn cũng cần thông qua thực chiến đến tăng thực lực của mình, nền vững nền móng. Dù kiếp trước hắn đứng ở đỉnh cao võ đạo, nhưng nói thật, sức chiến đấu của hắn cũng không phải mạnh nhất, nắm giữ linh căng thiên cấp thượng phẩm, chỉ là để tốc độ tu luyện của hắn tiến cảnh nhanh hơn người khác, nhưng cùng cảnh giới chiến một trận, còn phải xem kỹ xảo chiến đấu, nắm giữ võ kỹ. Đời trước lăng hàng tuyệt đối thông minh tuyệt đỉnh. Bằng không hắn cũng không thể trở thành đan đế vô tiền khoáng hậu, nhưng tinh lực của một người cuối cùng có hạn, hắn đem đại bộ phận thời gian tiêu phí ở nghiên cứu đan đạo, luyện chế đan dược, thời gian còn lại là dùng để tăng cảnh giới lại rất ít khi mài dỗ võ kỹ. Nhưng điều này cũng không có vấn đề gì, bởi vì cảnh giới của hắn tăng lên quá nhanh, ở dưới đang dược phụ trợ. Đối thủ của hắn như thế nào liều với hắn? Chỉ cần dùng cảnh giới nghiền ép là được, căn bản không cần kỹ xảo gì. Nhưng sau khi đạt tới đỉnh cao võ đạo, khuyết điểm này liền bạo lộ ra. Ở đời trước của Lăng Hàn, thế gian tổng cộng có 7 vị cường giả thiên nhân cảnh, chỉ lấy sức chiến đấu mà nói, hắn là lót đáy, chính bởi vì cảnh giới của hắn dựa cả vào đang dược trợ giúp mới tăng lên. Căn bản không có trải qua huyết chiến gì. Có thể nói, thiên nhân cảnh như hắn rất tệ. Đương nhiên, nếu hắn lại tiêu tốn chừng trăm năm nghiên cứu võ kỹ, tuyệt đối có thể bù đắp về mặt chiến lực không đủ, dù sao hắn quá trẻ tuổi, cho dù thiên nhân cảnh 300 tuổi cũng là hiếm có trong lịch sử, một bàn tay liền có thể đếm được. Đời này, Lăng Hàn không muốn làm hàng giỡn như vậy. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải một bước một vết chân, đem mỗi một bước nện đến kiên cố. Lăng Hàng tâm không việc khác, mỗi ngày ngoại trừ khổ tu ngũ hành thiên cực công, thì bắt đầu rèn luyện võ kỹ, kiếp trước hắn rất sớm đã vứt bỏ võ kỹ hoàng cấp, huyền cấp, cơ bản chỉ sử dụng võ kỹ thiên cấp, tình cờ mới sẽ sử dụng võ kỹ địa cấp. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể sử dụng võ kỹ hoàng cấp bởi vậy hắn nhất định phải chăm chỉ khổ tu để cho mình trở thành vương giả đồng cấp mà không phải dựa vào cảnh giới thủ thắng có điều hắn nắm giữ rất nhiều kỹ pháp cao cấp nhưng kỹ pháp cấp thấp lại cực nhỏ đó là tự nhiên kiếp trước hắn là cường giả thiên nhân cảnh dù cho ở trong di tích tìm ra võ kỹ huyền cấp hoàng cấp như thế nào sẽ đi tu luyện có lẽ sẽ lấy một ít lật xem nhưng chắc chắn sẽ không nhiều May là kiếp trước hắn cũng một đường từ võ giả cấp thấp đi tới, trong tay nắm giữ mấy môn võ kỹ cấp thấp. Kinh điện kiếm pháp, phi hỏa trưởng pháp, báo đột quyền, xuất vân bộ, đều là hoàng cấp thượng phẩm. Có điều, để lăng Hàng có chút không ý tứ là, bốn môn võ kỹ này, đời trước hắn cũng không có luyện đến cảnh giới tối cao. Bởi vì không có thời gian, đều đang bận luyện đang. Bắt đầu lại từ đầu, ngược lại cũng không sao. Lăng Hàng trước tiên luyện kinh điện kiếm pháp, nguyên nhân rất đơn giản, cảnh giới của hắn bây giờ quá thấp, cần binh khí phụ trợ, hơn nữa binh khí mà võ giả thích dùng nhất đúng là kiếm và đao. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 27, Kiếm khí, Lăng Hàng quyết định đi Thiên Bình Sơn rèn luyện. Thiên Bình Sơn ở phương Bắc Thương Vân Trấn, cách 80 dặm, ngọn núi này không lớn, liên miên ngang dọc chỉ hơn trăm dặm, xung quanh có bốn thôn trấn, dựa vào tòa thiên bình sơn này nuôi sống rất nhiều người bởi vì trong núi có linh dược cũng có yêu thú đối với võ giả mà nói đều là thứ tốt không giống đại mạch như thất phong sơn bên trong yêu thú cực kỳ mạnh mẽ ngay cả cường giả linh hải cảnh cũng không dám xâm nhập yêu thú mạnh nhất trong thiên bình sơn chỉ là tụ linh cảnh hơn nữa còn ở nơi sâu xa bởi vậy chỉ cần không vào quá sâu đối với luyện thể cảnh mà nói là một nơi rèn luyện rất tốt lăng hàn biết chỉ dựa vào khổ tu là không thể luyện một môn võ kỹ đến cảnh giới tối cao. Nhất định phải thông qua thực chiến, huyết chiến. Tuy Lăng Đông Hành không hy vọng con đi mạo hiểm, nhưng cũng biết ở trong phòng kính là không bồi dưỡng ra được võ giả chân chính, lại nói còn có Lưu Vũ Đồng ở một bên bảo vệ, nên đương nhiên sẽ không lo lắng gặp phải nguy hiểm gì, liền đồng ý, hiện tại hắn cũng rất bận rộn, đang triển khai phản kích trình gia, đồng thời chỉnh đốn lăng gia phân hóa quyền lực của lăng trọng khoan một lần nữa nắm trong tay mình lăng hàng và lưu vũ đồng bước lên hành trình xuất phát đi thiên bình sơn bởi vì thiên bình sơn rất gần bọn họ không cần mang theo quá nhiều hành lý chỉ cần hai ba bộ quần áo là được nhưng dù vậy mỗi người cũng cõng một cái bao quần áo không nhỏ cái này không khỏi để cho lăng hàng hoài niệm không gian giới chỉ kiếp trước không gian giới chỉ và những bình thường không khác gì cả nhưng bên trong lại có không gian kỳ diệu có thể thu nhận rất nhiều thứ ra ngoài lịch lãm mang theo một chiếc không gian giới chỉ sẽ thuận tiện rất nhiều chỉ là phương pháp chế tạo không gian giới chỉ đã sớm thất truyền bởi vậy số lượng cực kỳ ít ỏi ở đời trước ít nhất phải là cường giả sinh hoa cảnh mới xứng nắm giữ bằng không dù may mắn được một cái cũng chỉ đưa tới họa sát thân cho mình không gian giới chỉ phi thường đáng giá bọn họ đi bộ 80 dặm đường đối với võ giả mà nói, tự nhiên là đơn giản, chỉ 2 giờ lộ trình mà thôi. Hai người xuất phát từ sáng sớm, buổi trưa thì đến khu vực Thiên Bình Sơn. Hổ gầm vượng hú, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh ung tùng xanh tươi. Nguyên thủy, khí tức hoang vu phả vào mặt. Đi. Lăng hàng đi ở phía trước, nói. Chỉ cần là yêu thú luyện thể cảnh, ngươi đừng xuất thủ, giao cho ta. Được. Lưu Vũ đồng gật đầu. Bất quá, Thiên Bình Sơn không phải là khắp nơi đều có yêu thú, bọn họ một lòng muốn tìm yêu thú, lại một con cũng không thấy, thậm chí ngay cả giả thú bình thường cũng không gặp phải. Theo sắc trời dần dần trở nên ảm đạm, hai người đều cảm thấy thất vọng. Bọn họ chỉ mang theo một chút xíu lương khô, kia là dưới tình huống khẩn cấp mới ăn, nguyên bản dự định săn bắn yêu thú trong núi làm lương thực a, phải nhanh săn được một con yêu thú bằng không buổi tối chúng ta liền đói bụng lăng hàng vung vẩy thiết kiếm trong tay nói đây là hắn mua trước khi ra ngoài giá cả khá xa xỉ muốn 10 lượng bạc đối phó yêu thú luyện thể cảnh là thừa sức có điều gặp gỡ yêu thú tụ nguyên cảnh vậy căn bản không thể xé rách phòng ngự của đối phương lại nói hắn vốn cũng không phải đối thủ của yêu thú tụ nguyên cảnh lưu vũ đồng đột nhiên dừng bước làm sao có phải là nghe được động tĩnh gì không Lăng Hàng có chút hưng phấn nói. Dây dày bị lòng. Lưu Vũ Đồng ngồi sổng xuống. Không nghĩ tới nữ nhân này cũng có chút hài hước. Lăng Hàng nhún vai một cái. Sau khi Lưu Vũ Đồng đứng lên, hai người lại đi về phía trước. Chỉ là đi chưa được mấy bước, Lưu Vũ Đồng lại ngồi sổng xuống. Dây dày lại lỏng. Lăng Hàng hỏi. Không phải, có động tĩnh. Lưu Vũ Đồng nhìn về một nơi, vẻ mặt vẫn lạnh như băng nữ nhân này tuyệt đối là hài hước lạnh lùng. Lăng Hàng cũng nhìn sang, đối phương là tụ nguyên cảnh, nhãn lực, thính lực còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Lùng cây phía trước chập chờn, tự hồ có món đồ gì đang chui ra. Rất nhanh, một con sói to lớn xuất hiện, ngay sau đó, thân thể của nó cũng xuất hiện theo, kích cỡ giống như trâu nước, toàn thân đỏ như máu, chỉ là trên da lông còn có vết thối đông một khối tây một khối. Nhìn có chút buồn nôn vận khí không tệ, đây là hữu huyết lan. Ánh mắt Lang hàng sáng ngời, tu luyện bất diệt thiên kinh cần các loại vật liệu quý giá phụ trợ tôi thể, mà máu tươi yêu thú là vật liệu tốt nhất của giai đoạn này. Hữu huyết lan ở trong yêu thú luyện thể cảnh, có thế tính là cấp bậc hàng đầu. Cẩn thận! Lưu Vũ Đồng nhắc nhở, hữu huyết lan thành niên là luyện thể tầng 9. Hơn nữa chỉ nói sức mạnh và phòng ngự, kỳ thực yêu thú chiếm ưu thế hơn nhân loại, thậm chí không chỉ một chút. Ưu thế của võ giả ở chỗ có thể sử dụng các loại võ kỹ, còn có binh khí, tăng lên rất nhiều thực lực. Nhưng hiện tại Lăng Hàng chỉ là luyện thể tầng 7, cùng hữu huyết lan trên lệch rất lớn. Mà tác chiến với yêu thú, gặp phải nguy hiểm là bất cứ lúc nào. Không phải một tiếng dừng tay đầu hàng là có thể ngừng chiến. Yên tâm. Lăng Hàng cười cợt, trung lên thiết kiếm trong tay, biểu hiện lập tức trở nên nghiêm túc hủ huyết lan không ngừng phát ra gầm nhẹ đối phương có hai người nam nhân phía trước dưới cái nhìn của nó uy hiếp không lớn để nó kiên kỵ chính là nữ nhân phía sau nhưng ở dưới hung tính của yêu thú nó lại không muốn từ bỏ con mồi đối với võ giả mà nói huyết nhục xương cốt của yêu thú dĩ nhiên là vật đại bổ nhưng đối với yêu thú võ giả cũng tương tự là tồn tại giống như thuốc bổ hủ huyết lan cẩn thận từng ly từng tí cũng không có lập tức phát động công kích. Vũ Đồng, ngươi lui về phía sau đi. Lăng Hàng nói, sói là sinh linh rất kiên trì lại cẩn thận. Nó khẳng định là cảm giác đến Lưu Vũ Đồng mạnh mẽ. Lưu Vũ Đồng hơi nhíu mày, hiện tại khoảng cách này nàng có thể đúng lúc ra tay viện thủ, nhưng lại kéo dài, vạn nhất Lăng Hàng gặp phải nguy hiểm, nàng liền ngoài tầm tay với. Tin tưởng ta. Lăng Hàng nhoẻn miệng cười lúc này Lưu Vũ Đồng mới chậm rãi lùi về sau. Hữu huyết lan nhất thời hăng máu, chân trước bào động. Mở miệng, lộ ra hai hàng răng nhọn, như chủy thủ tỏa ra hàng khí. Lăng hàng ngoắt ngoắt ngón tay, nói, con chó ngốc, đến, đến, đến. Gào. Hữu huyết lan phát ra rít gào, đột nhiên nhào tới, tốc độ nhanh kinh người. Lăng hàng không hốt hoảng chút nào, trường kiếm rung lên, kinh điện kiếm pháp đã triển khai xoạt, một kiếm đâm ra, bùng lên hai vệt sáng lạnh lẽo. Trong đó một đạo là thân kiếm, một đạo khác là kiếm khí màu trắng. Kiếm khí. Lưu Vũ Đồng không khỏi kinh ngạc thốt lên. Kiếm khí là tượng trưng cho một tên kiếm khách, giống như đao khách phải nắm giữ đao khí, vô cùng sắc bén, uy lực cực lớn. Nàng cũng không có hình thành kiếm khí, lại biết độ khó hình thành kiếm khí, nàng có một tộc thuốc, được gọi là kỳ tài kiếm đạo. Nhưng đắm chìm trong kiếm đạo gần 10 năm mới tu luyện ra kiếm khí. Cái tên này thực sự là người sao? Nhưng Lăng Hàn không hề kinh hỉ, hình thành kiếm khí là sự tình rất tự nhiên, mục tiêu của hắn là kiếm mang. Kiếm mang là kiếm khí thực hóa, lực sát thương càng to lớn hơn, đáng tiếc, kiếp trước hắn căn bản không tốn bao nhiêu thời gian ở trên kiếm thuật, bởi vậy chỉ hình thành kiếm khí mà không có hình thành kiếm mang. Điều kiện trước tiên hình thành kiếm mang là đâm ra một kiếm, có thể đánh ra chí ít 10 đạo kiếm khí, mới có thể ngưng tụ kiếm khí thành kiếm mang. Hiện tại hắn chỉ có thể đánh ra một đạo kiếm khí, còn kém rất xa. Trên kiếm mang còn có kiếm tâm, đây mới là cảnh giới tối cao của kiếm đạo. Có điều, đối phó hữu huyết lan. Một đạo kiếm khí là đủ. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 28, Thanh Linh Quả, triển khai kinh điện kiếm pháp, Lăng hàng vung vải trường kiếm, thân hình phiêu giật Phối hợp với kinh điện kiếm pháp chính là xuất vân bộ Một cái tức bước là 4, 5 mét, chợt trái chợt phải Sông trước sông sau, quỷ dị, cực nhanh, khiến người ta hoa cả mắt Lưu vũ đồng ở một bên nhìn, không khỏi âm thầm gật đầu Nếu như áp chế tu vi của nàng đến luyện thể tầng 7 Tuyệt đối không thể làm tốt hơn lăng hàng Ngược lại, hiện tại nàng sẽ ngàn cân treo sợi tóc dù sao trên lệch hai cảnh giới nhỏ, hơn nữa đối thủ còn là yêu thú. Nói như thế này, võ giả khai chiến với yêu thú, đều cần cảnh giới chiếm ít thượng phong mới được, cảnh giới giống nhau, khả năng võ giả thua càng lớn hơn, dù sao không phải mỗi võ giả đều là thiên tài chiến đấu. Kiếm pháp của Lăng Hàng vận chuyển càng ngày càng trôi chảy, bộ pháp nước chảy mây trôi, hưởng thụ lạc thú trong chiến đấu. Kiếp trước hắn thực sự quá chú trọng đan đạo, ở võ đạo chỉ xem cảnh giới, một đường rút đi tới, như cưỡi ngựa xem hoa. Nhưng lần này lại đi con đường võ đạo, hắn bỗng nhiên phát hiện, hóa ra võ đạo cũng thú vị như thế. Hủ huyết lan thành vật bồi luyện của hắn. Mặt hắn thỏa thích triển khai, tôi luyện kinh điện kiếm pháp. Sau mười mấy phút, hủ huyết lan đã thương tích khắp người, điều này làm cho nó rất hoảng sợ, hóa ra nhân loại nhìn như yếu đuối kia lại cường đại như thế. Nó muốn lui, không muốn hy sinh mình, thành khẩu phần lương thực của hai người này. Chạy được sao? Lăng Hàng cười ha ha, kiếm tùy tâm động, hàng quang kích phá. Hai đạo kiếm khí cùng xuất hiện. Hai đạo kiếm khí. Hắn rốt cục đột phá. Phúc, một tia máu tươi bắn tung tóe, sau gáy của hũ huyết lan nở hoa, thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống, con mắt trợn trừng lên, tự hồ không thể tin được một nhân loại luyện thể tầng 7, lại có thể giết chết nó. Trí tuệ của yêu thú là khá cao, yêu thú mạnh mẽ hoàn toàn không thua nhân loại. Lăng Hàng gật đầu, quy lực của hai đạo kiếm khí quả nhiên lớn. Trước đó, một đạo kiếm khí chỉ có thể chống đỡ với hũ huyết lan, nhưng hai đạo kiếm khí lại có thể thuấn sát. Quả nhiên, cho dù cảnh giới tương đương, thực lực võ giả cũng có khả năng xuất hiện trên lệch thật lớn. Bên cạnh, Lưu Vũ Đồng chấn kinh không nói nên lời. Nhanh như vậy, liền từ một đạo kiếm khí tăng lên tới hai đạo kiếm khí. Cái này nếu để vị tộc thúc kia của nàng biết, không phải sẽ xấu hổ đến nhảy sông sao. Bởi vì vị tộc thúc kia của nàng bỏ ra hơn 30 năm, mới hình thành bốn đạo kiếm khí, đã bị gia tộc xưng là thiên tài kiếm đạo, nhưng so sánh với lăng hàng, nhưng nàng lại không biết, khởi điểm của lăng hàng cao cỡ nào đến, ngộ tính lại đáng sợ dường nào, bằng không kiếp trước, hắn có thể ở 200 tuổi liền đạt đến thiên nhân cảnh sao có cơm tối rồi lăng hàn cười nói hai người tìm một dòng suối nhỏ ở bên bờ suối rửa sạch hủ huyết lan đương nhiên không thể lãng phí thú huyết toàn bộ đựng ở trong một túi nước chờ sau đó lăng hàn sẽ lấy nó tố thân rèn luyện thân thể bọn họ đốt lửa cắt chân sau của hủ huyết lan thoa chút muối gia vị rất nhanh thì có mùi thơm truyền ra sau khi bọn họ ăn xong, sắc trời đã tối, hai người không có đi tiếp, liền ở bên suối đã tọa tu luyện. Lăng Hàn lấy thú huyết tố thân, vận chuyển bất diệt thiên kinh, lấy ra tinh hoa trong máu để cho bản thân sử dụng. Chỉ là sau mười mấy phút, thú huyết sền sệt trở nên loãng, tinh hoa ở trong đó đã hoàn toàn tiêu hao hết. Muốn tăng thể phách lên, quả nhiên rất gian nan. Lăng Hàn nói thầm. Khi có ý thức phòng thủ, chỉ như võ giả tụ nguyên cảnh, nguyên lực gia thân, có thể tùy ý luyện thể cảnh công kích, căn bản không thể đánh vỡ tầng phòng ngự này. Thế nhưng, dưới tình huống không có ý thức, phòng ngự của võ giả tụ nguyên cảnh cũng sẽ không mạnh hơn luyện thể cảnh bao nhiêu. Bởi vậy một võ giả tụ nguyên cảnh, ở lúc ngủ bị luyện thể cảnh đánh lén, vậy khả năng bị chết đần độn u mê là rất cao. Mà tăng thể phách lên, loại phòng ngự này là tồn tại vĩnh viễn, dù trong lúc ngủ lúc hôn mê. Nhưng tăng thể phách lên lại cực kỳ khó khăn, yêu cầu tiêu hao lượng lớn thiên tài địa bảo. Đời trước, Lăng Hàng cũng không có ở thể phách hao quá nhiều công phu. Đương nhiên, thú huyết bị luyện hóa nhanh như thế. Là bởi vì bất diệt thiên kinh quá mạnh mẽ, hiệu suất cao đến kinh người, bằng không đổi thành loại công pháp như thạch phu công, khả năng phải ba, bốn ngày mới có thể luyện hóa hoàn toàn. Lăng hàng có thể rõ ràng cảm giác được bắp thịt trở nên chặt chẽ, da dẻ cứng cỏi, sắc bén như một tảng đá, đao kiếm cứ qua, chỉ có thể lưu lại một vệt màu trắng. Không bao lâu nữa, hắn có thể tu thành khô một chi thể. Một đêm đi qua, hai người tiếp tục thất bước, tìm kiếm yêu thú chiến đấu. Bắt đầu từ ngày thứ hai, vận may của bọn họ tự hồ tốt lên, liên tiếp gặp gỡ yêu thú, không chỉ cho lăng hàng cơ hội thực chiến cực tốt còn cống hiến cho hắn rất nhiều thú huyết, để hắn tu luyện bất diệt thiên kinh không ngừng tiến bộ. Ngày thứ tư, bọn họ đi tới một vùng núi, thì thấy phía trước đang có 5 người ngồi ở trên cỏ, từng cái từng cái thật giống như trải qua đại chiến, mỗi người lộ ra thảm bại. 5 người này đều là người trẻ tuổi, tuyệt không có ai qua 20 tuổi, có ba người đạt đến luyện thể tầng 9, còn có hai người là luyện thể tầng 8, đặt ở địa phương nhỏ như Thương Vân Trấn, tu vi của năm người này đều có thể xưng tụng một tiếng thiên tài lưu vũ đồng lập tức lấy khăn che mặt che lên dung mạo của nàng quá đẹp rất dễ xảy ra chuyện tuy rằng nàng không sợ huynh đệ ngươi ở thôn trấn nào một thiếu niên bên đối phương hỏi trong lời nói tràn ngập tự tin hẳn là xuất thân gia đình giàu có lăng hàng cười cợt nói thương vân trấn chúng ta đều là người của quách thạch trấn tên thiếu niên kia nói bắt đầu giới thiệu. Ta tên Lưu Đông, hắn là Trần Bằng Cử, hắn là Lý Hạo, gia hỏa này là Chu Sướng, còn có vị mỹ nữ này là Chu Tuyết Nghi Chu Đại Tiểu Thư. Lăng Hàng hướng về năm người gật gật đầu, nói, ta tên Lăng Hàng, vị này tên Lưu Vũ Đồng. Lăng Hàng, vừa nãy chúng ta phát hiện một cây thanh linh quả. Có điều có một con yêu thú rất lợi hại trong coi, chúng ta không cách nào đắc thủ, như thế nào, có hứng thú liên thủ hay không? Lưu Đông đề nghị với Lăng Hàn, sở dĩ hắn nhiệt tình như thế, chính là xuất phát từ mục đích này. Ồ! Trong lòng Lăng Hàn hơi động, thanh linh quả chẳng những có thể tăng lên tu vi của võ giả, đối với đột phá tụ nguyên cảnh cũng có nhiều chỗ tốt. Năm người này đều sắp đạt đến tụ nguyên tầng chín đỉnh cao, nếu như có thể vào lúc này ăn một trái thanh linh quả, vậy ích lợi là cực kỳ to lớn. Linh quả không giống đan dược, đây là thiên địa kỳ trân, hoàn toàn không có tác dụng phụ, không giống đang dược, liên tục ăn sẽ tích xuống đang độc ở trong người. Có điều có chút linh quả dược tính quá mạnh, nhất định phải luyện thành đan mới có thể dùng. Không thì chính là tự sát. Yêu thú kia là cấp bậc gì? Lăng Hàn hỏi. Chướng Vân thú, luyện thể tầng 9. Chu Sướng tiếp lời nói. Lăng Hàn bừng tỉnh, chẳng trách năm người này không có cách nào, bởi vì Chướng Vân thú ở lúc chiến đấu sẽ phun ra lượng lớn khí độc, đánh với nó nhất định phải bế khí. Nhưng đang trong kịch chiến, dù cho là võ giả, một hơi có thể nín được bao lâu. Bởi vậy, không có lực lượng nghiền ép, trong thời gian cực ngắn giải quyết chiến đấu, thì không thể nào đánh được chướng vân thú. Có điều, ngươi trước tiên đến tiếp ta một đao, chứng minh ngươi có thực lực này. Lý Hạo mở miệng nói, trên mặt lạnh lùng, giơ đao trong tay lên, tinh tướng mười phần. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 29, tiếp ta một đao, ngươi phải cẩn thận, hắn là luyện thể tầng 9, hơn nữa còn được xưng đao si, phàm là thời điểm nói đến đao, hắn tuyệt đối không phải đang nói đùa. Chu Tuyết Nghi nhắc nhở. Nếu như ngươi không có tu vi luyện thể tầng 7 trở lên, thì không nên gắn đón đỡ. Lăng Hàng gật gù, cười nói, chỉ cần tiếp một chiêu. Một chiêu. Lý Hạo rất trang bức một bộ ta là đại cao thủ. Được, đến đây đi. Lăng Hàng không có nói khoác, cũng không có khinh bỉ, chỉ là rất ung dung gật gù. Lý Hạo chuyển bước, đi tới trước mặt Lăng Hàng, tay phải để trên chui đao, nhưng không có rút ra. Hắn chân trái trước, chân phải sau, người hơi nghiêng, biểu hiện cực kỳ chăm chú. Lăng Hàng hơi kinh ngạc, tên này thật sự rất khá, mơ hồ có một loại phong thái của đao khách. Lý Hạo đột nhiên rút đao, một vệt hàng quang xẹt qua, chém về phía Lăng hàng. Ken. Một tiếng nhuệ hưởng, đống lửa bắn ra bốn phía, chỉ thấy Lăng hàng đúng lúc rút kiếm, tước ở trên thân đao. Có điều là, trường kiếm cũng không có ngạnh kháng với đao, mà là một đường từ mũi đao lướt đến chui đao, lấy phương thức như thế hóa giải đao thế trầm trọng. Kiếm đi nhẹ nhàng. Một đao của Lý Hạo bị hóa giải. Bốn người Chu Tuyết Nghi đều kinh ngạc, Lăng Hàn ở đòn đánh này, biểu hiện ra trình độ là luyện thể tầng 7, lấy phương thức như thế hóa giải một đòn toàn lực của Lý Hạo, thể hiện ra kiếm thuật siêu cao. Ngươi qua ải. Lý Hạo gật gù, trên mặt vẫn là biểu tình tự mãn. Nhưng Lăng Hàn gãy gãy trường kiếm nói, ngươi cũng tiếp ta một chiêu kiếm. Ha ha, ngươi là thử ta sao? Lý Hạo cười to, Lăng Hàn có thể tiếp hắn một đao không có nghĩa là có thể cùng hắn chiến hòa nhau, đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Coi như thế đi. Lăng Hàn cười nói. Có dám không? Vậy thì phóng ngựa đến đi. Lý Hạo tràn đầy tự tin nói, vừa nãy sau khi giao chiến một đòn, hắn có thể khẳng định cảnh giới của Lăng Hàn chỉ là luyện thể tầng 7. Mặc dù mọi người đều là luyện thể hậu kỳ, nhưng trên lệch hai tầng vẫn tương đối rõ ràng. Lăng Hàng vung vẩy trường kiếm trong tay, đột nhiên đâm ra, đánh thẳng tới gáy Lý Hạo. Lý Hạo tự nhiên không sợ, múa đao chống đỡ, khen một tiếng, trường kiếm đứng ở trước cổ họng của hắn, chỉ kém chút xíu. Ngươi thua rồi. Lăng Hàng thu kiếm. Ta rõ ràng chặn được rồi. Lý Hạo vừa mở miệng, chỉ thấy Lăng Hàng rung trường kiếm lên, một vệt hàng quang màu trắng bay nhanh mà ra. Kiếm khí, năm người lưu đông đồng thời kinh ngạc thốt lên sắc mặt của lý hạo không khỏi buồn bã hắn tự nhiên biết quy lực của kiếm khí gật đầu nói ta thua vừa nãy chỉ cần lăng hàng đánh ra kiếm khí hiện tại hắn đã là một bộ thi thể đám người lưu đông càng sợ đến gần chết lăng hàng có thể chặn một đau của lý hạo đã để bọn họ cảm thấy rất đáng gờm nhưng tên này còn hình thành kiếm khí thực sự là khó mà tin nổi Chiến ý của Lý Hạo lại lên, nói, chúng ta lại luận bàn một hồi. Hắn chưa từng giao thủ với người tu ra kiếm khí, này là vô cùng hiếm thấy. Được. Lăng Hàng gật đầu đáp ứng, hắn đối với Lý Hạo cũng có chút tâm ý bồi dưỡng. Cảm thấy tiểu tử này có khả năng đi lên con đường đao khách. Nói xong, tay phải hắn rung lên, trường kiếm tái xuất. Lý Hạo tự nhiên toàn lực ứng phó, vội vã múa đao chém liền, muốn dựa vào đao thế trầm trọng đánh bay lăng hàng, lấy công thành thủ. Len ken len ken, hai người ác chiến, lúc này Lý Hạo không có bị thuấn sát, nhưng mà ăn không ít vị đắng, bởi vì lăng hàng triển khai kiếm khí. Tạo ra rất nhiều vết thương ở trên người hắn. Sau mấy chục chiêu, Lý Hạo quả đoán chịu thua, đánh tiếp nữa, chỉ là chảy máu cũng có thể chảy chết hắn. Kiếm khí thực sự là lợi hại. Hắn có chút ủ rũ, lại có chút hưng phấn nói nếu hắn cũng có thể tu ra đao ký tình hình liền khác nhau rất lớn không cần nhục chí ngươi đã rất tốt lan hàn đúng trọng tâm nói đừng nhìn hắn hai đời gộp lại cũng không có tốn bao nhiêu thời gian ở trên kiếm đạo nhưng hắn là người thông minh tuyệt đỉnh cỡ nào đặc biệt còn từng đạt đến thiên nhân cảnh hắn luyện kiếm một ngày bằng người luyện thể cảnh luyện trên một năm thậm chí đến mấy năm lý hạo mới bao lớn có thể so tài nghệ với hắn sao năm người chu tuyết nghi đều vừa mừng vừa sợ sợ vì lý hạo chính là đệ nhất cao thủ trong bọn họ còn không phải là đối thủ của lăng hàn vui chính là có cao thủ như vậy giúp đỡ bọn họ đạt được thanh linh quả độ khả thi tự nhiên tăng nhiều bảy người xuất phát hướng về vị trí của thanh linh quả nguyên lai lăng huynh là truyền nhân của thương vân trấn lăng gia thực kỳ quái thiên tài như lăng huynh, chúng ta nên sớm nghe nói qua mới phải. Dọc theo đường đi, lăng hàng trở thành tiêu điểm cho năm người quan tâm, tự nhiên gặp phải vấn đề của bọn họ oanh tạc. Này rất bình thường, bởi vì tiền thân không biết mình nắm giữ linh căng thần cấp, càng không biết ngũ hành thiên cực công, nếu có thể danh chấn tứ phương đó mới gọi kỳ quái. Lăng Hàng chỉ nói trước đây mình khá khiêm tốn, liền đem vấn đề này để qua một bên. Mặc dù năm người Chu Tuyết Nghi cũng rất có hứng thú với Lưu Vũ Đồng, nhưng nàng lạnh như băng, vẫn không nói gì, mà Lăng Hàn cũng không có ý giới thiệu thêm, nên chỉ đành âm thầm hiếu kỳ ở trong lòng. Sau gần một tiếng, bọn họ đi tới địa phương hoàn cảnh rất ẩm ướt, phía trước xuất hiện một hang núi, còn chưa đi vào đã nghe mùi thối buồn nôn, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy một cây thực vật dài chừng thước. Không có cành là, phản phất như cây mía, nhưng trên thân cây lại có từng tái từng trái cây không nhiều không ít vừa vặn bảy quả đến gần chút nữa liền bị độc chứng ảnh hưởng nhất định phải nín thở mới có thể tiến lên con chướng vân thú kia rất dão hoạt chắc chắn sẽ không thoát ly khu vực độc chướng chúng ta cần dẫn con chướng vân thú kia ra chỉ cần có thể ngăn trở nó mấy hơi liền có thể hái sạch quả cây lưu cô nương và tuyết nghi phụ trách hái thanh linh quả Chúng ta chẳng chứng vân thú, không có vấn đề chứ?" Lời này chủ yếu là nói với Lăng Hàn. Người hái quả hai bên mỗi bên một người, miễn cho bị ai đoạt liền chạy. Lăng Hàn cười gật đầu, nếu như bọn họ biết Lưu Vũ Đồng là tu vi gì, phỏng chừng sẽ không đề nghị như vậy. "Chúng ta trước tiên dẫn chứng vân thú ra, khai chiến ở trong động, chúng ta căn bản không cách phát huy ưu thế nhân số." Chu Sướng nói. "Ừm." năm nam sinh đều lấy ra binh khí gõ vào nhau phát sinh thanh âm huyên náo chỉ một hồi một sinh linh giống như lợn rừng từ trong động chạy ra cả người mọc đầy khí nang không ngừng phun ra sương mù màu xám hai cái răng nanh to dài đột xuất ở ngoài môi như hai đoạn mâu rất có lực áp bách đây chính là chướng vân thú ở trong yêu thú luyện thể cấp nó tuyệt đối là tồn tại hàng đầu chướng vân thú xuất hiện ở cửa động nhưng không có xuất kích chỉ là hướng về năm người nhếch miệng gầm nhẹ, khí nang phun ra khói xám, thật giống như mây đen tự hình thành ở trên người nó. Tiến lên. Chu sướng hét lớn một tiếng. Nhảy ra trước tiên, lưu đông, trần bằng cử, lý hạo theo sát phía sau, bốn người đồng thời vung vẫy binh khí, công qua chướng vân thú. Lăng hàng không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn. Bốn đánh một, tuy bọn người lý hạo chiếm ưu thế nhân số, nhưng ở dưới khí độc tập kích, sức chiến đấu của bọn họ căn bản không có cách nào phát huy được, chỉ chốc lát liền rơi vào lại phong. Bọn họ không khỏi sốt sắng, nói đồng thời động thủ, sao Lăng Hàng lại khoanh tay đứng nhìn. Xoạt, đúng lúc này, Lăng Hàng xuất kiếm, nhanh như lưu quan. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 30, hàng chiến nửa đường giết ra, chiêu kiếm này đánh ra, thời cơ quá xảo diệu, chính là sau khi chướng vân thú vừa hóa giải bốn người lưu đông vây công, phòng ngự bạc nhược nhất. Xoạt, trường kiếm vung qua, như thiên ngoại phi tiên. Phốc một tiếng, chiêu kiếm này từ mắt phải của chướng vân thú đâm vào, cắm thẳng đến chui. Hoành, chướng vân thú nặng nề ngã chổng vó ở trên mặt đất. Miễu sát. Cái gì? Mẫu thân ơi! Hí! Bốn người lưu đông, bao quát chu tuyết nghi trốn ở một bên, đều hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc thốt lên. Khi là chướng vân thú A, tồn tại hàng đầu trong yêu thú luyện thể cảnh, nhưng lại bị một chiêu kiếm mất mạng, điều này khiến người ta làm sao tiếp thu. Nhưng lập tức, bọn họ đều nhanh chân bỏ chạy, vừa nói chuyện tự nhiên hấp khí. Bọn họ đều nuốt vào một chút độc chướng, nhất định phải lập tức vận công hóa giải, bằng không lục phủ ngũ tạng có thể bị ăn mòn. Một lát sau, Lưu Đông đi tới trước tiên, vỗ vỗ bả vai của Lăng Hàn, nói, còn tưởng rằng tiểu tử ngươi sợ đến mức không dám động thủ nguyên lai lợi hại như vậy vừa ra tay liền bén nhọn như thế ha ha lăng huynh thật đúng là lợi hại một chiêu miễu sát chứng vân thú lý hạo cũng nói làm một đao khách có thể thưởng thức chiêu kiếm gọn gàng sạch sẽ như thế hắn cũng rất hưng phấn lăng hàng chỉ cười cười cảnh giới càng thấp thì càng dễ vượt cấp khiêu chiến hơn nữa vừa nãy con chướng vân thú kia còn bị bốn người lưu đông phân hơn nữa sự chú ý, mới cho hắn cơ hội một chiêu kiếm mất mạng. Bằng không nếu một đối một, lăng hàng tuyệt đối không thể ngang hàng, trừ khi trước ăn vào thuốc giải độc chướng. Đợi sau khi độc chướng tiêu tan, bọn họ mới hái xuống từng cái thanh linh quả, nhưng không có động rễ cây của nó. Phương án lúc trước là thời gian cấp bách, chỉ có thể nhổ tận gốc, hiện tại chướng vân thú đã chết, bọn họ tự nhiên không thể làm như thế này dù sao cũng là thiên địa linh dược làm như vậy đất trời oán giận bảy trái thanh linh quả vừa vặn một người một trái có điều là mặc dù lưu vũ đồng cất đi nhưng xoay người khẳng định sẽ giao cho lăng hàng hừ đều thả linh quả xuống cho ta chỉ nghe một thanh âm lạnh lùng vang lên hai nam tử một trước một sau đi tới vừa vặn là một già một trẻ thiếu niên chừng hai mươi tuổi nhưng lão giả khoảng 7-80, tóc trắng phơ. Nói chuyện chính là thanh niên kia, hắn ngược lại đi ở phía trước, mà ông lão thì như người hầu theo ở phía sau. Ánh mắt lăng hàng đảo qua, lấy thần thức thiên nhân cảnh của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, thanh niên này là luyện thể tầng 9, mà ông lão lại đạt đến tụ nguyên tầng 9. Ngươi là ai, lại ở đây phóng rắm thí? Lưu Đông lập tức nhảy lên, hướng về đối phương thét to nói ánh mắt của thanh niên kia đảo qua thân thể mềm mại của chu tuyết nghi lộ ra vẻ thèm nhỏ dãi, sau đó mới khinh thường nói ngay cả hàng chiến ta cũng không nhận ra khà khà như vậy thạch lang môn dù sao vẫn nghe nói qua chứ thiếu gia ta chính là trưởng tôn của thất trưởng lão thạch lang môn thạch lang môn nghe được ba chữ này năm người lưu đông đồng thời biến sắc lộ ra kiên kỵ ở vũ quốc môn phái không thể tùy tiện gọi phái môn, hội, bang, đây là bốn đẳng cấp, chỉ có thế lực nắm giữ cường giả linh hải cảnh mới có thể xưng phái, thế lực có cao thủ dũng tuyền cảnh mới có thể xưng môn, cứ thế suy ra, thế lực có tụ nguyên cảnh tọa trấn chỉ có thể xưng hội. Bang là cấp bậc hạ cửu lưu. Thạch Lan môn là thế lực lớn số một trong chu vi ngàn dặm, có người nói chính đại trưởng lão trong môn phái, mỗi người đều là cường giả dũng tuyền cảnh. Môn chủ càng là dũng tuyền tầng chính đỉnh cao nếu như hàng chiến này nói không sai, gia gia hắn thực sự là thạch lang môn thất trưởng lão, vậy bối cảnh này xác thực rất đáng sợ. ha 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 ha, hiện tại biết thiếu gia ta là ai a? À. thả linh quả xuống, mỗi người tự đoạn một tay, có thể lăn. có điều, hai nữ nhân này lưu lại. hàng chiến lại liếc nhìn lưu vũ đồng, tuy không nhìn thấy tướng mạo của đối phương, nhưng phong thái yểu điệu kia vẫn để cho hắn tim đập thình thịch lấy kinh nghiệm duyệt nữ vô số của hắn đến xem, cô gái này tất nhiên là mỹ nhân. Năm người lưu đông đều giận dữ, lưu lại linh quả coi như thôi, còn muốn tự đoạn một tay. Võ giả tự đoạn một tay, kia là phá hủy tiền đồ. Chu Tuyết Nghi thì run rẩy, nàng biết dụng ý đối phương lưu lại mình, điều này làm cho nàng vừa buồn nôn, phẫn nộ lại hoảng sợ. Còn muốn phản kháng hay sao? Hàng Chiến cười gằn. Dư lão, để bọn họ tuyệt vọng đi. "Vâng, thiếu gia." Ông lão tóc trắng phía sau hắn cung kính nói, sau đó từng bước từng bước chậm rãi đi ra. Nguyên bản thân hình của hắn lọm khọm, một bộ tuổi già sức yếu, nhưng hiện tại mỗi đi một bước, eo liền thẳng tắp một chút, khí thế cũng không ngừng tăng lên, rất nhanh để sắc mặt bọn người Lưu Đông trắng bệch. "Tụ Nguyên tầng 9." Kỳ thực bọn người Lưu Đông cũng không trang luận dư lão đến cùng là tu vi gì chỉ biết là rất mạnh, so với bọn họ vượt qua một đoạn dài. Nhưng mặc kệ là tụ nguyên mấy tầng, muốn trấn áp mấy luyện thể cảnh, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Xong đời. Năm người lưu đông mặt như màu đất, tuy bọn họ cực không tình nguyện, nhưng không thể không thừa nhận, so bối cảnh, bọn họ không bằng, mà so thực lực trước mắt, bọn họ đồng dạng không bằng. Ngươi, lấy khăn che mặt xuống. Hàng chiến chỉ vào lưu vũ đồng nói, hắn càng nhìn dáng người Lưu Vũ Đồng thì càng hừng hực, càng muốn xem đến hình dáng của nàng. Nếu như dung mạo của Lưu Vũ Đồng không đạt tới hắn dự đoán, hắn chắc chắn sẽ một kiếm giết đối phương, bởi vì để hắn không công chờ mong một hồi. Hậu quả Hàng chiến dĩ nhiên chưa hề nghĩ tới. Thạch Lan Môn chính là vương giả vùng này, chỉ cần không làm sự tình phản bội vũ quốc, như vậy giết mấy người lại đáng là gì. Lưu Vũ Đồng tự nhiên lý cũng sẽ không lý tới. Hả? Ngươi không nghe thiếu gia ta nói sao? Hàng chiến có chút không vui, hắn bên mặt hất hàm sai khiến quen rồi, có người nào dám không tuân mệnh lệnh của hắn? Lưu Vũ Đồng nhìn về phía Lăng Hàng. Chỉ thấy Lăng Hàng mỉm cười, nàng liền đưa tay lên khăn che mặt, nhẹ nhàng kéo xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, phản phất thiên địa cũng vì đó sáng ngời thế gian lại có cô gái xinh đẹp như vậy. Thực sự là quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành, tuy lãnh diễm như băng sơn, nhưng càng khiến người ta phát lên dục vọng chinh phục mãnh liệt, nếu như có thể để cho băng mỹ nhân như vậy hóa thành mỹ sủng dưới gối làm nũng. Này là cảm giác thành công thế nào? Năm người lưu đông đầu tiên là bị kinh diễm đến cứng lại, nhưng lập tức liền tiếc hận, mỹ nữ như vậy lại rơi vào trong tay hàng chiến. Hàng chiến tự nhiên kinh hỉ vô hạn, không nghĩ tới mình sẽ gặp mỹ nhân như vậy con mắt muốn trừng ra hắn cười ha ha nói mỹ nhân lại đây thiếu gia cẩn thận nàng là tụ nguyên cảnh nhưng dư lão đột nhiên nói trên khuôn mặt già nua tràn ngập thận trọng hắn không thấy rõ thực lực của nữ nhân này người cảnh giới cao có thể thấy tu vi người cảnh giới thấp nhưng cần khoảng cách của song phương đủ tiếp cận bây giờ dư lão và lưu vũ đồng cách xa như vậy chỉ có thể cảm ứng được tu vi của Lưu Vũ đồng đạt đến tụ nguyên cảnh, nhưng cụ thể là tụ nguyên mấy tầng thì không biết. Năm người Lưu Đông, kể cả hàng chiến đều sợ hết hồn, lộ ra vẻ mặt không thể tin tưởng. Cảm ơn các bạn đã nghe hết video này. Đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh nhà đọc truyện để nghe những video mới nhất nhé.